Phật ba thân nhân thế vô tìm, trăm ngàn muôn kiếp đau điên, vô minh dứt sạch chứng liền pháp thân. Nam mô Lăng Nghiêm Hội Thượng Phương Bồ Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chư tôn đức tăng ni, thưa cùng toàn thể quý Phật tử hiện diện. Hôm nay là ngày 27 tháng 11 năm Quý Tỵ. Chúng ta tiếp tục được gặp nhau tại đạo tràng chùa Long Hương để chúng ta học tiếp bản kinh Lăng Nghiêm. Thì kỳ vừa rồi chúng ta đã học hết cái phần do phong đại chứng viên thông. Bây giờ chúng ta sẽ học tới cái đoạn kế tiếp, đoạn 24 là do không đại chứng viên thông. Chúng tôi sẽ đọc bằng chánh văn trước. Ngài Hư Không Tạng Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ nơi chân Phật mà bạch Phật rằng: Con cùng Đức Như Lai đến chỗ Phật Định Quang, chứng được thân vô biên. Khi ấy, tay con cầm bốn hạt châu báu lớn,
chiếu sáng các cõi Phật trong mười phương như số vi trần hóa thành hư không. Lại ở nơi tự tâm hiện ra trí đại viên kính, trong ấy phóng ra mười thứ hào quang vi diệu báo, soi khắp các cõi phù tràng vương cùng tộc hư không trong mười phương, đều vào trong viên kính ấy, nhập với thân con và thân con đồng với hư không, không ngăn ngại lẫn nhau. Thân con lại khéo vào các cõi nước như vi trần, rộng làm các Phật sự đại tùy thuận. Thần lực lớn đó là con quán kỹ tứ đại không chỗ nương, do vọng tưởng mà có sinh diệt, hư không không có hai, và cõi Phật vốn đồng, do phát minh được tính đồng mà chứng được vô sinh nhẫn. Nay Phật hỏi về viên thông, do con quán xét hư không không bờ bến, vào tam ma địa sức nhiệm màu được viên mãn sáng suốt, đó là thứ nhất. Chúng ta học qua tới cái bốn cái đại chứng viên thông, hôm nay chúng ta sẽ học tới cái đại thứ năm là do không đại mà chứng viên thông. Thì khi mà chúng ta đã học thu thất đại phần trước á, thì cái này những cái ý tứ nó gần tương tự với nhau. Bây giờ tới cái ngày hư không tạng Bồ Tát là nói về không đại á, thì ngài nói là ngài trước đây á, ngài cùng với Đức Như Lai đến chỗ Phật Định Quang chứng được thân vô biên. Có nghĩa là từ cái thời mà Đức Phật Thích Ca còn là Bồ Tát thì ngài hư không tạng này cùng với Đức Phật Thích Ca đến gặp Đức Phật Định Quang, và cả hai người tu tập thì cũng chứng được thân vô biên, chứng được thân vô biên một lượt với cái thời mà Đức Phật Thích Ca chúng ta còn là Bồ Tát. Thì khi mà hai vị hành hạnh Bồ Tát thì đã chứng được cái thân vô biên rồi, nhưng sau đó Đức Phật chúng ta tu hành cho tới giờ này Đức Phật thành Phật, nhưng ngài hư không tạng thì vẫn tiếp tục là Bồ Tát để hộ cho cái dòng pháp của Đức Phật. Như vậy là cùng cái lúc mà ngài cùng chứng cái quả Bồ Tát, chứng được cái thân vô biên một thời với vị Bồ Tát mà tiền thân của Đức Phật á, thì ngài lại bắt đầu dùng bốn cái hạt châu báo lớn. Chúng ta nghe bốn hạt châu báo lớn là chiếu khắp các cõi Phật trong mười phương như số vi trần hóa thành hư không. Rồi lại ở nơi tự tâm hiện ra cái trí đại viên kính, trong cái trí đó nó phóng ra mười thứ hào quang vi diệu báo, soi khắp các cõi phù tràng vương cùng tộc hư không trong mười phương, đều vào trong viên kính ấy và nhập vào cái thân của ngài, và thân của ngài đồng với hư không không khác, không ngăn ngại lẫn nhau. Vậy chúng ta thấy là khi ngài đã chứng cái thân vô biên rồi thì từ cái quả chứng đó, từ cái năng lực chứng biết của ngài, ngài ở cái vị trí mà đã nhập trong cái thân vô biên, tức là cái thân ngài không có ngần mẻ, tương đồng với hư không không có ngần mẻ. Thì như vậy là trong lúc mà một hành giả đã nhập trong đạo lý á, nhập trong pháp giới tánh toàn chân á, nhập trong chân lý, thì người đó liền không có cái thân riêng giống như mình bây giờ. Bây giờ mình thấy mình có cái thân này, và cái sở hữu, cái hay biết, cái nhận biết của chúng ta, tất cả những cái gì mà chúng ta có được nó đều có liên quan tới cái thân, mà cái thân của chúng ta là cái thân nhỏ bé mấy chục kg thôi. Như vậy là kể từ lúc mà chúng ta trưởng thành ở một cái chừng mức là 70kg, 80kg hoặc là 30kg gì đó, thì chúng ta chấp nhận cái thân mình chỉ có chừng ấy thôi. Và những cái gì mà đụng chạm tới, liên quan tới cái thân, thì chúng ta có cái cảm giác là cái thân mình là như vậy á, thân mình là đang có như bây giờ mà đang ngồi đây. Thì bây giờ mình nóng, mình lạnh, mình ngứa, tất cả mọi cái đều xảy ra ở nơi cái thân có mấy chục ký của mình thôi. Chứ mình không có sao mình ra khỏi cái kiến thức của cái thân. Đã nói tới cái thân thì mình liền thấy rằng là từ trên đầu dưới chân là cái thân của mình, đúng không? Mình chưa bao giờ ra khỏi điều này. Có nghĩa là về kiến
về cái thấy biết của mình á, về kiến thức của mình á, mình chưa có một cái lần nào ra khỏi cái thân này cả. Cho nên rồi á, là dù bây giờ cho tới chết, cái sự cố gắng mình mà chưa phá được cái này thì xem như cái thân ngũ uẩn chúng ta vẫn còn bị kẹt. Đây là điều mà chúng ta phải biết, là cái sắc thân ngũ uẩn thôi, chúng ta chưa nói thọ tưởng hành thức. Thì vậy là cái thân chúng ta từ mấy chục năm vừa qua chúng ta đang sống trong cuộc đời này, kiến thức chúng ta chưa ra khỏi cái thân. Thân mình sở hữu, ví dụ như trong ngay thời điểm này là cái thân mình đang 50 kg, thì cái lanh quanh lẩn quẩn giờ nói tới mình, ai mà kêu tới tên mình thì mình liền thấy rằng là kêu tới cái thân mấy chục ký lô đang có đó. Và cái nhận biết chúng ta chỉ lanh quanh lẩn quẩn chưa ra khỏi được cái thân này, thì ai mà còn như vậy, ai chưa có một lần thoát ra để thấy rằng mình không thân, thì biết rằng là chúng ta vẫn còn bị vướng kẹt trong sanh tử, bị trói buộc trong thân này, chúng ta ra không được. Chúng ta phải ý thức ngược lại điều này. Tại vì khi mà các vị mà đã một lần á, thoát ra cái thân này, mặc dù chưa chứng được cái quả vị A-la-hán, chưa chứng được cái quả vị Bồ-Tát cho đến cái thân vô biên này, nhưng nếu qua một cái lần thiền định, một lần thiền định nào đó trong cuộc đời của mình, hoặc là chúng ta công phu gì đó mà có một cái lần chúng ta có cái cảm giác mất thân hoàn toàn, trong cái trạng thái mất thân đó, trong trạng thái mất thân đó, thì chúng ta cảm nhận là hoàn toàn chúng ta không có thân thực sự, chứ không phải là một sự tưởng tượng nữa. Thì vậy là tùy cái mức độ công phu của một cái người tu tập, họ đạt đến cái mức độ định sâu hay cạn, thì cái trạng thái mất thân này nó cũng sâu cạn khác nhau. Ví dụ như chúng ta có một cái thoáng chốc cảm nhận được cái thân này hoàn toàn không còn trọng lượng, thì nó chỉ là một cái thoáng thôi. Thì một cái thoáng đó nó chỉ có một cái sự cảm nhận để mình thấy rõ ràng trong lúc mà mình mất cái thân này, mình vẫn còn cái gì đó. Thì cái đó nó đang ghi nhận mình mất thân, ví dụ vậy. Thì đó cũng là một cái trạng thái mà để mình ra khỏi thân. Nhưng trong cái trạng thái đó, trong một thoáng chốc mình mất, không có dài. Tức là cái khả năng định của chúng ta không có sâu. Có những người họ cảm nhận cái chuyện này trải ra 1 tiếng đồng hồ, 2 tiếng đồng hồ, 1 ngày, 2 ngày, 5 ngày, 10 ngày họ xảy ra trạng thái này. Vì vậy là họ đã sống một cái khoảng một thời gian không thân ngũ uẩn có xảy ra. Vì là để nói lên cái sức định sâu của họ, họ sẽ sống hoài nhiều ngày, nhiều tháng, thậm chí là họ quãng đời còn lại là họ sống hoàn toàn không thân. Tức là đây là một cái dạng định rất lớn, một dạng định rất là sâu ở trong Phật Pháp. Họ có thân như là hoàn toàn không có. Nhưng đây không phải là một sự tưởng tượng để rồi mình mất trọng lượng ở thân, không phải như vậy. Mà công phu chúng ta đạt tới một cái tầm mức, cái tâm chúng ta tới một cái mức mà nó không còn xài cái thân sắc quẩn này. Đến một lúc đó thì tất cả những người mà có định á, thì họ sẽ hiểu. Những người nào mà đã từng có kinh nghiệm định á, sẽ nhận ra được điều này. Thật ra tu theo đạo Phật không phải là chúng ta nói chuyện mà theo cái kiểu tri kiến hiểu biết, mà chúng ta đạt tới một cảnh giới không thân tuyệt đối. Thì cái khoảnh khắc mà chúng ta không thân á, là nó chỉ mới có gì? Mới có tạm ngắt về cái nhận biết, về cái thọ cảm của cái thân này thôi. Chúng tôi dùng cái từ là tạm ngắt thôi, giống như cầu giao điện nó tạm ngắt thôi, nhưng mà dòng điện vẫn còn. Thì vậy là trong cái khoảnh khắc mà chúng ta mất thân, chúng ta vẫn còn một sự nhận biết đó. Có rất là nhiều người rớt vào cái trạng thái này và họ cho rằng họ thấy đạo thì chưa, chỗ này là chưa. Cho nên chúng ta phải biết rằng có những lúc mình hoàn toàn không thân, nhưng chỗ đó chỉ là một cái khoảng ngắt. Khoảng ngắt đó nếu chúng ta nhìn kỹ một chút á, chúng ta nhìn sâu một chút, chúng ta thấy phát hiện cái gì? Nếu ai có rớt trong trường hợp này thì chúng ta sẽ thấy cái gì? Thực sự thì không phải là có thân không thân là nó tan thân, tan theo cái kiểu là mất đi cái thân này, không phải như vậy. Nhưng mà khoảng đó, cái thức chấp của chúng ta về thân á, nó tạm thời có một cái khoảng trống hơn so với bây giờ. Bây giờ cái sự mà chấp về thân nó quá liên tục kháng khích, nó liên tục chấp thân liên tục như vậy. Cho nên chúng ta cảm giác nó nặng nề.
từ cái thân này nó sanh cái gì đó, thì cái mạng căn chúng ta còn. Thì cái thức đó, một cái dạng thức gần bảo thủ chấp ngã đó là cái thức thứ bảy của mình á. Trong duy thứ học nó là mạt na thức, hoặc là nó là ý căn. Cái ý căn bản để hình thành chấp trước cái ngã của mình nó liên tục xảy ra, nó không có khoảng ngắt. Do đó mình thấy mình có cái thân này không có cách nào chúng ta rời ra. Nhưng rồi khi chúng ta công phu, chúng ta tu tập, nó có một cái khoảng ngắt đó. Một khoảng ngắt đó không nghĩa là mình mất thân, mà chúng ta mất đi cái sự chấp trước. Có một khoảng ngắt nó dài hoặc nó ngắn thì mình có cảm giác như mình mất thân, chứ thực sự thì thân nó vẫn còn nguyên đó. Thì vậy là khi mà chúng ta tạo cái khoảng ngắt này là dài hay là ngắn? Nếu mà chúng ta công phu tốt thì cái khoảng này nó sẽ dài hơn, là chúng ta có cảm nhận là một tiếng đồng hồ mình hoàn toàn không có thân. Thì cái khoảng đó là cái ý căn nó không hoạt động mãnh liệt như bình thường, nó tạm nghỉ ngơi, nó tạm dừng lại, nó tạm có một cái khoảng trống nào đó để mình không chấp mình. Thì lúc đó mình nghĩ là mình thấy đạo, nhưng chưa phải, nó chỉ là một khoảng nghỉ của ý căn thật. Đây là chỗ mà cái người đã có tu tập phải biết. Như vậy là mỗi người hành giả không có phá được cái thấy biết mất thân đến một cái tầng sâu hơn nữa, thì chúng ta sẽ dạo đi dạo lại là có và không thân, có trọng lượng của thân và không có trọng lượng của thân. Thì họ cho rằng cái khoảng mà mình không có trọng lượng của thân là chúng ta đạt được định rồi, hoặc là chúng ta kéo dài cái khoảng này ra là chúng ta sẽ chứng đạo, thì chúng ta sẽ làm. Cho nên đây là chỗ mà chúng ta phải biết. Thì vậy là nếu một hành giả mà vượt qua được bảy cái thức này, về cái thức nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức và mạt na thức này, họ vượt qua được cái mạt na thức đó, thì họ chuyển cái A lại gia thức thành cái gì? Cái đại viên cảnh trí này. Thì vậy là vị Bồ Tát này đạt tới cảnh giới này. Cho nên á, đầu tiên khi ổng cầm bốn cái hạt châu là gì? Từ xưa giờ mình coi cái thân mình là cái gì? Có phải châu báu không? Châu báu. Không có cái châu báu nào trong trần gian này quý bằng cái thân mình, mà cái thân mình được hình thành bằng tứ đại. Cho nên vị Bồ Tát này khi chứng được cái thân vô biên rồi thì ổng cầm bốn cái hạt châu báu lớn. Đó là gì? Đất, nước, gió và lửa. Đó là bốn hạt châu báu lớn. Vì vậy khi mà Ngài trầm bốn hạt châu báu lớn là chiếu khắp tất cả các cõi Phật có mười phương trong hư không. Dễ sợ không? Cứ nghĩa là bây giờ cái thân mình bây giờ chưa có chứng được cái thân vô biên á, thì cái thân tứ đại này theo như hệ thống kinh nguyên thủy người ta quán nó là gì? Quán thân bất tịnh. Đất, nước, gió, lửa là bất tịnh. Là với cái tầm mắt của ai? Của phàm phù, của người chưa sáng mắt. Nhưng khi một người đã sáng mắt rồi, ở đây lý luận rất là tuyệt vời, ở chỗ là chứng được cái thân vô biên rồi nha. Khi Ngài chứng được cái thân vô biên rồi thì toàn bộ đất nước gió lửa này là thành cái gì? Thành báo vật lớn, chứ không còn là bất tịnh nữa. Cho nên thân này biến thành báo vật. Vì vậy mà Ngài cầm bốn cái báo vật này, tức là có nghĩa là Ngài làm chủ được cái tứ đại trong hư không này. Nghe chưa? Mà khi Ngài đã làm chủ tứ đại này rồi thì tứ đại này nó chiếu sáng khắp mười phương hư không. Tứ đại là đất, là nước, là gió, lửa là gì? Như trong cái đoạn thu thất đại là gì? Là Như Lai tàng tâm trung khắp pháp giới. Thì ở đây Ngài cũng diễn tả một cái cách giống như vậy. Nhưng mà nếu chúng ta không biết, chúng ta nghĩ là Ngài tầm bốn cái hạt châu gì đó. Và nếu chúng ta không có phá được thân tứ đại này một lần thì chúng ta không thấy sự thanh tịnh của đất nước gió lửa. Đất nước gió lửa này không có đục nhơ, thân chúng ta chưa từng đục nhơ, tại mình tưởng cái kiểu mà do mình học một cái số kiến thức ban đầu của Phật pháp rồi mình thấy rõ ràng là bây giờ muốn phá khỏi cái đầu mình cái thân này là bất tịnh, mình phá nổi không? Chưa ra nổi. Chưa ra nổi. Bây giờ lại nói bốn cái thân này là bốn hạt châu báu lớn, mà đúng rõ ràng là bốn cái châu báu lớn. Nếu không có cái tứ đại khắp hư không này là sẽ không có một sự sống nào trong vũ trụ này cả. Thì nó không phải châu báu là gì? Quý hơn hàng tỷ lũy thừa tỷ của châu báu nữa. Tại vì nếu mà không có bốn cái này thì cái vũ trụ này không có bất kỳ một cái sự sống nào. Và như vậy rồi Ngài thấy ngoài cái việc mà nó trở thành châu báu rồi, nó còn có một cái sức chiếu sáng nữa.
tứ đại luôn luôn chiếu sáng, chứ không phải là một cái sự mù mờ. Cho nên tất cả những cái hình thành của cây cỏ lá hoa mà chúng ta đã thấy trước mắt mình nghĩ nó mù mờ là chúng ta đã sai rồi. Tất cả những cái hình tướng đã có trong vật chất, trong không gian này, nó luôn chiếu sáng rực rỡ. Và sao nữa? Nó thấu tận ở cõi nước mười phương chư Phật như vi trần. Và tất cả mọi cái đó đều là gì? Đều rỗng lặng như hư không, chứ nó không có sự ngăn ngại. Cho nên lúc nào đó mình cảm giác mình ngăn ngại của thân này, cảm giác ngăn ngại của cái gì đó, thì biết rằng là chúng ta chưa thấy đạo tới. Tới cái chỗ này, chỗ này nếu mà chúng ta lý luận á, thì chúng ta sẽ thấy tới cái chỗ lý vô ngại, sự vô ngại của Quan Âm. Tại vì nếu đạt tới cảnh giới mà cái thân này sáng sạch á, tứ đại này sáng sạch trùm khắp hư không, thông đồng tới tất cả các cõi Phật, thì rõ ràng là trí này là trí vô ngại, lý này là lý vô ngại, và biến cái sự này trở thành sự vô ngại là không còn cái chỗ, bất kỳ một cái chỗ nào ngăn ngại nữa trong tứ đại mười phương pháp giới này. Khắp pháp giới mười phương, nếu muốn nói tứ đại thì nó là tứ đại. Khắp pháp giới mười phương muốn nói sự thanh tịnh thì nó là thanh tịnh. Muốn nói bản lai thì nó là bản lai, nó không có hai. Nhưng mà nó do một sự vận hành để hình thành một cái gì đó, giống như trong thu tất đại là nó là gì? Như lai tàng tâm trùm khắp pháp giới, tùy theo duyên của chúng sanh mà nó hình thành. Đúng không? Bây giờ cái duyên mình là đời này mình thành người, thì từ cái tự tánh đó nó gom, nó thâu sao để cho mình thành người. Nhưng mà cái nghiệp của mình là thành nam thì nó gom ra cái tướng nam, nghiệp mình thành nữ nó gom ra cái tướng nữ, là tùy cái nghiệp của chúng ta mà ra cái thân này thôi. Chứ thực sự nó là một cái gì, nó trùm khắp pháp giới và nó chiếu sáng khắp tất cả các cõi Phật ở mười phương. Và lúc đó tất cả cõi Phật ở mười phương như hư không, không khác. Rồi nữa, Ngài ở nơi cái tự tâm mình hiện ra cái trí đại viên kính. Nếu mà chúng ta có học duy thức, khi một người chứng đắc thì cái A Lại Gia trở thành gì? Là đại viên cảnh trí, đạt tới chỗ cùng tận, phá sạch hết tất cả những ngã chấp lợn cận ở nơi ý căn, tức là thức thứ bảy là mạt na thức. Phải không? Từ nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý thức và mạt na thức này đã được Ngài công phu phá sạch và chuyển tám thức này thành tự trí. Nhưng cái thức cuối cùng là A Lại Gia thức chuyển thành đại viên cảnh trí rồi, thì đây là cái chỗ chứng đắc Phật quả rồi, chứ không còn là Bồ Tát nữa. Do đó Ngài mới, khi mà một người thấy sạch được thân tứ đại này là thanh tịnh, là chiếu sáng khắp mười phương để hòa đồng mười phương pháp giới này, thì cái trí tuệ trở thành đại viên cảnh trí. Đây là điều rất đặc biệt của một người công phu đạt tới cái đỉnh điểm. Vì vậy là lại còn sử dụng một cách linh động của đại viên cảnh trí nữa, tức là Ngài nhập trong cái đại viên cảnh trí, chứng được chỗ này, phải nói là chứng được thành Phật quả rồi chứ không nói là Bồ Tát nữa. Cho nên Ngài dùng cái đại viên cảnh trí đó phóng ra mười thứ hào quang vi diệu sôi khắp tất cả các nước ở mười phương pháp giới này, cùng tổ hư không mười phương pháp giới được cái viên kính đó chiếu sôi. Và lúc này cái viên kính đó, tức là cái đại viên cảnh trí đó, nó biến cái thân của Ngài nhập thành cái thân của đại viên cảnh trí. Tức là lúc này muốn nói tới cái sự lý duyên thông toàn triệt với Ngài, lúc này không còn là thân, không còn là tâm, không còn là tánh, không còn là tướng nữa. Đây là điều tuyệt vời khi nhập đạo. Cái khoảnh khắc mà nhập đạo thì toàn thân tâm và pháp giới mười phương này đều là như thế thôi. Nó không có hai, không có khác. Có một chút mãi mai khác thì không phải. Cho nên chỗ này không còn người ở đó để nhận đạo. Nếu mình công phu, mình cảm giác rằng mình có cái tự tánh chân thật, tự tánh đó là luôn thanh tịnh, nó hiện tiền, nó lục căn của mình. Mình đi đâu mình cũng cảm giác là tôi đang biết nè, tôi đang tri nè, tôi đang thanh tịnh nè. Tôi đang thanh tịnh. Và khi nào mà chúng ta ra được cái tôi và cái thanh tịnh đó thì chúng ta mới phá được cái thân căn này. Tại đó chúng ta thấy một người phá thân căn một cách toàn triệt, phá được tứ đại một cách toàn triệt, hay nói khác hơn là thấy nhập đến cái chỗ cung tận của tứ đại, thì đồng với đại viên cảnh trí. Đây là chỗ tuyệt vời của kinh Lăng Nghiêm. Mà chỗ này nếu như chúng ta công phu không phá vỡ, hoặc là chúng ta phá một phần nào đó trong cái tư kiến của mình á, thì chúng ta sẽ không thấu nổi cái điều này.
Thì chúng ta thấy rằng tất cả những cái lý luận trong của kinh Lăng Nghiêm, và nhất là cái chỗ viên thông, thì không còn cái chỗ nào mà không thông. Tại vì tứ đại đã như vậy rồi, đúng không? Tứ đại đã thành thanh tịnh rồi, và bây giờ dùng cái đại viên cảnh trí để chiếu diệu hòa đồng khắp mười phương giới, không ngăn ngại nhập vào cái thân này. Thật ra cái thân này liền đồng thành đại viên cảnh trí, đồng thành hư không, không ngăn ngại lẫn nhau. Khi nào hành giả có một cái lần thân mình và hư không này thực sự không còn có một cái mãi may khai biệt nào, thì lúc đó mình mới chết đi cái riêng tư của chính mình, mới thực sự là nhập đạo. Chứ không phải là không còn trọng lượng, không phải là nghe nhẹ nhàng một ngày, hai ngày, năm ngày, bảy ngày, nhưng vẫn còn mình ở đó để nhập đạo, vẫn còn có mình không trọng lượng, vẫn còn mình là người nhận biết, mình là người thanh tịnh, mình là người kiến đạo, thấy đạo, tất cả những cái đó là còn nguyên. Đó là một cái sự dối lừa của ý thức. Thật ra mỗi người hành giả học đạo, chúng ta phải tới thực sự chỗ này. Không phải là chúng ta tưởng tượng mà chết hết tất cả những cái tưởng. Tưởng ấm, thọ ấm, rồi hành ấm, rồi thức ấm đều phải chết. Thì lúc đó chúng ta mới hòa đồng với hư không pháp giới này một lượt. Thì lúc đó mình mới thấy rõ ràng là cái thân kéo vào các cõi vi trần rộng làm các Phật sự, được tự tại tùy thuận. Lúc này mới được gọi là tự tại sanh tử. Ngài diễn tả cái cách của mà Ngài tự tại sanh tử rất là tuyệt vời. Sau khi mà đã chứng cái thân vô biên rồi, đúng không? Thì khi chứng thân vô biên, Ngài giải thích cái chuyện chứng thân vô biên bằng cách là gì? Dùng bốn hạt châu lớn. Chúng ta mới thấy cái cách lý luận rất là hay. Nhưng mà nếu bình thường chúng ta đọc, chúng ta không có thấy chuyện này. Nói cho không phải giống như chuyện quán nước trước nữa. Đây là cái chuyện rất rõ ràng trong công phu. Chứng được thân vô biên như thế nào? Ông trình bày nè, tức là lúc đó đã sử dụng tự tại bốn đại. Và sử dụng tự tại bốn đại này không phải là mang thân muốn bay đi hư không thì bay, muốn độn thổ thăng thiên, đó không phải là tự tại đâu. Mà tự tại đó là gì? Là thấy được cái tứ đại này, cái bản chất thật nó là ánh sáng chiếu diệu trùm khắp mười phương pháp giới, đồng với mười phương cõi Phật, không có một cái chút xào sai khác. Khi nào mà chúng ta thấy được sự chiếu diệu của tứ đại thật sự, lúc đó mới được gọi là tự tại đối với tứ đại. Đây là bước thứ nhất. Bước thứ hai, sau khi chúng ta tự tại với tứ đại rồi, thì chúng ta là cái người không còn là thân tâm nữa, mà lúc đó chúng ta chỉ là cái đại viên cảnh trí mà thôi. Và khi cái đại viên cảnh trí này nó hiển lộ, thì tất cả những tứ đại đều đồng với đại viên cảnh trí, và thông đồng với hư không này, và mười phương cõi nước đều như nhau. Thì khi đó họ ngược lại mới bắt đầu sử dụng cái tứ đại trở lại để tạo thành thân như vi trần làm Phật sự khắp mười phương cõi nước. Chừng đó mới được gọi là Phật sự, chứ còn trước đó thì không có cái gì được gọi là Phật sự cả. Đó là điều mà chúng ta phải biết. Thật ra chúng ta thấy rõ ràng là thứ bậc, một sự diễn tả cái chứng đắc của một hành giả đạt tới một cái đỉnh điểm công phu mà vượt thoát khỏi thời gian và không gian. Mà từ trước giờ chúng ta nói ở đây, Ngài không có diễn tả giống như quý vị trước là các pháp là như, mỗi người nó có một cách chứng đắc khác nhau. Như vậy là trong cái phong đại ngày trước là quý vị trước nói một kiểu, không? Như đây là một cái lối trình bày kiến giải tuyệt vời để thể hiện cái quả chứng qua cái quá trình tu tập thực sự, chứ không phải là một cái ức tưởng nữa. Thì nó phá vỡ cái thân và nhập vô đại viên cảnh trí như thế nào, và sử dụng cái đại viên cảnh trí đó để làm cái gì nữa? Trong sáng tứ đại là một lần nữa, để rồi cái tứ đại này và đại viên cảnh trí không còn là tứ đại và không còn là đại viên cảnh trí nữa, mà nó chỉ là một cái cõi Phật thanh tịnh, không có chuyện hai, không có chuyện khác. Và như vậy rồi là muốn gom thân thành cái thân trời, thành cái thân người, thành cái thân Bồ Tát, thành cái thân La Hán, hoặc là thành cái thân gì đi nữa, để làm Phật sự mười phương là hết còn chỗ để ngăn ngại rồi, thì từ đó mới được gọi là tự tại trong sanh tử. Ai tới chỗ này mới được gọi là tự tại, còn chưa tới thì đừng có nói. Chưa tới cảnh giới này thì không thể dùng cái từ tự tại sanh tử được. Nói Ngài nói là do như vậy rồi mà thân con lại khéo léo vào tất cả các cõi nước vi trần rộng làm Phật sự tùy thuận chúng sanh. Tức là bây giờ chúng sanh muốn cái gì họ sẽ tới đó họ làm Phật sự không ngăn ngại. Dù xuống tới 18 tầng địa ngục để làm Phật sự, với người này không còn một tí ngăn ngại. Thật ra tất cả các vị Bồ Tát á, chúng ta không có nhìn theo cái kiểu phàm phu. Ví dụ như bây giờ một người Bồ Tát là phải thanh tịnh rồi ha. Ví dụ như đời này phải làm ông thầy,
Ông thầy tu rồi phải chứng cái quả gì đó, chứng quả gì đó phải lên cõi cao hơn, rồi ở cõi đó mà chứng quả gì đó phải lên cõi cao hơn, rồi chứng gì phải lên cõi cao hơn, theo cái kiểu của mình như vậy. Đương nhiên là với cái tâm chứng thì mỗi ngày mỗi thăng bậc. Nhưng khi mà cái việc thật sự thì chúng ta không thể tính lường theo kiểu này được. Có khi mới thấy ông chớp nhoáng ở cái cõi trời đâu xuất thì chớp mắt là ông đã xuống tới địa ngục ngồi chơi dưới rồi. Thì ta nói ủa được, ông này cũng thối đọa rồi mới làm Bồ Tát, bây giờ xuống bị đọa. Hoặc là ông vô cái loài súc sanh, hoặc là vô bất kỳ một cái loài nào. Mà nếu ông muốn độ người ta theo cái kiểu nghịch hoặc là theo kiểu thuận thì gọi là tự tại vô quái ngày, không có còn ngăn ngày nữa. Đó mới là Bồ Tát thật. Còn Bồ Tát mà đi từng bước, bước thứ nhất rồi tôi mới bước thứ hai tới cõi trời Tứ Thiên Vương, rồi tôi phải lên tới cõi trời Đâu Xuất. Đâu Xuất rồi tôi phải lên tới cõi trời Đau Lợi, mới lên tới Quan Âm Thiên, mới lên tới những tầng trời cao hơn để rồi tôi chứng quả A-La-Hán, rồi tôi phải chứng quả Bồ Tát, tôi phải lên hoài, tôi ở càng lúc càng ở cái chỗ thanh tịnh hơn, tốt đẹp hơn. Đó là cái nhìn của phàm phu. Còn nhìn Bồ Tát thì cái chỗ nào cũng là thanh tịnh, chỗ nào cũng là cõi Phật, dù vô địa ngục thì cái biến địa ngục thành Phật cõi của Ngài đang ở. Tức là dù ở trong địa ngục nhưng mà Ngài đang sở hữu cái cõi tâm thanh tịnh tuyệt đối. Cho nên Ngài ở địa ngục, người ta thấy Ngài ở địa ngục chứ bản thân người đó là không bao giờ có địa ngục. Chúng ta nên biết điều này. Khi mà lỡ mang một cái thân súc sanh để độ cái loài chúng sanh đó thì thiên hạ nhìn vô thấy đó là con nai, thấy đó là con trâu, thấy cái gì đó, như bản thân người đó hoàn toàn không có cái cõi đó. Họ chỉ là một cái phương tiện nhỏ để độ sanh trong cái đoạn mà nguyện của Ngài thôi. Ngài nguyện độ sanh thì phải mang cái hình tướng đó để đồng sự giếp với cõi đó, để giáo hóa cõi đó thôi, chứ bản thân người đó là không có phàm, không có còn phàm, không còn thánh nữa. Đối với Ngài tất cả cõi đều là cõi Phật. Thì lục đạo luân hồi này đều là cõi Phật với Ngài, chứ không có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Tuyệt đối không có trong tâm. Nếu bây giờ mà trong tâm chúng ta có một cái gợn lăng tăng cõi này khác cõi kia là biết rằng chúng ta chưa chứng thánh. Chưa. Không có cõi nào là cái cõi sai biệt cả, tất cả đều là Phật cõi giới. Đó thì đến mức độ đó mới tùy thuận chúng sanh vô ấy ngại được. Chứ chưa tới chỗ này thì đừng có nói là tùy thuận chúng sanh là chúng ta sẽ chết. Chết trước khi mà chúng sanh thành Phật. Thật ra khi mà chúng ta học đạo để chúng ta biết được cái người đó tới đâu và họ sẽ làm được việc gì trong Phật đạo. Chứ nếu không chúng ta sẽ dễ bị lầm lẫn với một số Phật sự trong đời này, và mãi mãi đời sau chúng ta sẽ bị lầm. Cho nên chúng ta phải thấy rằng người hành giả đó tới đâu, người tu Phật đó tới đâu mới được gọi một cái từ là đang làm việc Phật sự. Phải nói một câu như vậy. Còn tất cả những cái mà được gọi là Phật sự trần gian này chúng ta cần phải xét lại. Đạt tới cái đỉnh điểm này rồi thì muốn làm cái gì đó để lợi lạc chúng sanh thì cứ việc làm. Tại vì với họ nó chỉ là một khải móng tay phương tiện thôi, nhưng mà với mình là một kiếp người. Kiếp người chúng ta phải xem xét lịch sử người đó, từ nhỏ lớn họ như thế nào, họ thanh tịnh ra làm sao, rồi họ tu, họ phạm Phật chữ như thế nào, họ chết ra làm sao. Cái đó là cái chuyện của các vị Bồ Tát, chưa bằng cái khải móng tay nữa. Nhưng mà mình ngồi đó mình bình phẩm, mình chê bai, mình khen bằng tất cả những cái đó, đó là cái nhìn cái đầu của phàm phu chúng ta. Và rõ ràng là chúng ta đứng vị trí phàm thì chúng ta không bao giờ thấy hết được cái lực dụng tự tại của các vị Bồ Tát. Nó thành ra là khi mà chúng ta học đến chỗ này rồi thì chúng ta mới thấy rằng tâm lực của các vị Bồ Tát không có lúc nào không muốn độ chúng sanh. Do đó đã chứng Phật quả như thế này rồi á, mà phải quay lại cái đạo tràng của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni làm vị Bồ Tát, không? Để hộ vệ, hộ trì, để cho Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni chúng ta làm Phật sự trong cõi này. Chứ quý vị đối với Bồ Tát Đát Ha Phật thì giờ khó hết cảnh giới rồi. Đối với cảnh giới này thì không còn Phật và Bồ Tát, không còn cái gì khác biệt nhau nữa. Cho nên làm Phật sự, Ngài cũng làm Phật sự theo ý kiểu của Ngài, thì tất cả chúng sanh gọi Ngài là Bồ Tát được thôi, không dính gì ngôn từ. Nhưng mà cảnh giới tâm chứng thì không thua Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni của chúng ta đâu. Nếu mà thực sự tới đây, thực sự tới đây thì đối với chư Phật mười phương đã thông đồng một cõi rồi, không còn một sự sai biệt nào. Nhưng muốn ứng hóa thân để làm Bồ Tát thì cũng được, muốn làm bất kỳ một cái gì tùy thuận chúng sanh để lợi ích thì đều được hết. Thần lực lớn đó là do con đã quán kỹ tứ đại không chỗ nương, do vọng tưởng mà có sinh diệt, hư không không có hai, và cõi Phật vốn đồng, do phát minh được tính đồng mà chứng được vô sinh nhẫn.
Nay Phật hỏi về viên thông, con quán xét hư không không bờ bến vào tam ma địa, sức nhiệm màu được viên mãn sáng suốt, đó là thứ nhất. Tức là Ngài nói là nếu bây giờ kể về cái viên thông thì đối với Ngài là cái việc quán hư không, không bờ bến, chứng nhập thiền định là nhiệm màu bậc nhất. Thì mỗi người chứng kiểu thì cái kiểu chứng của mình trở thành số một. Từ xưa giờ nó lại vậy. Ví dụ như mình học với ông thầy đó mà mình được ngộ đạo thì sư phụ mình là số một. Mình học vị thầy đó mà có được một chút lợi ích thì ông thầy đó là số một. Vậy thôi. Hoặc là mình tu cái pháp nào đó, pháp đó có lợi ích cho mình thì pháp đó trở thành số một. Chứ thực sự thì tất cả những cái quả chứng của các vị Bồ Tát không có khác nhau. Nhưng mỗi người nó có một cái sở hành khác nhau, sở chứng khác nhau, cho nên thấy rằng cái việc mình đang làm là ngon lành. Làm ông kia chưa chắc á. Làm cái kiểu pháp kia này không biết làm sao, không? Thì đó là cái mà chúng ta thấy. Thì cái nhìn của tất cả các vị Bồ Tát mà chúng ta đã học ở đây á, thì chúng ta nghĩ, nếu mà theo cái nghĩ của phàm phu thì đó là những vị đệ tử của Phật hoặc là đi theo Phật thôi. Nhưng mà thực sự Ngài đã nói như sao? Như Ngài Hư Không Tạng Bồ Tát Ngài nói như sao là cùng với Đức Như Lai hồi xưa tới Đức Phật Định Quang đồng tu chứng một lượt. Thật ra các vị Bồ Tát mà nó đã từng tu chứng ngàn muôn kiếp về trước rồi, nhưng mà các vị làm Phật sự thì họ thích theo Phật này ở cõi này, thích theo Phật kia ở cõi kia, là cái việc của các vị để hộ vệ, hộ trì chánh pháp. Vì vậy là đối với vị Bồ Tát này là do quán xét hư không không bờ bến, chứng vào tam ma địa, sức nhiệm màu được viên mãn sáng suốt, đó là thứ nhất. Ngài kết luận là như vậy. Đến một cái vị thứ đoạn thứ 25 là do thức đại chứng viên thông. Những ai mà nghe cái đoạn thu thất đại mà không có phá hết đó, tới đây chúng ta sẽ lắng tâm để chúng ta phá, đúng không? Tại vì nếu mà chúng ta phá được thất đại tức là xong việc. Trong thất đại này chúng ta phá bất kỳ một đại nào, đến bất kỳ một đại nào, nhập bất kỳ một đại nào là coi như cái việc sinh tử chúng ta đã xong. Thành ra là chúng ta cố gắng đừng có cho cái tâm chúng ta buông lơi những cái đoạn quan trọng này. Ngài Di Lặc Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ nơi chân Phật mà bạch Phật rằng: con nhớ trải qua vi trần kiếp về trước, có Phật ra đời hiệu là Nhật Nguyệt Đăng Minh, con được theo Đức Phật kia để xuất gia, nhưng tâm nặng nề danh lợi ở thế gian, ưa giao lưu với các người quyền quý. Lúc ấy Đức Thế Tôn dạy con tu tập định duy tâm thức, con được vào tam ma địa, trải qua nhiều kiếp đến nay do pháp tam muội này mà phụng thờ hàng xa chư Phật, tâm cầu danh lợi thế gian để diệt hết không còn. Đến khi Đức Phật Nhiên Đăng ra đời, con mới thành tựu được chính định vô thượng diệu viên thức tâm, cho đến tất cả các cõi nước Như Lai nào tịnh uế có không tột bờ mẻ hư không đều do tâm con biến hiện ra. Bạch Thế Tôn, do con rõ được duy tâm thức như thế, nên ở nơi thức tính lưu xuất vô lượng Như Lai, và hiện nay con được Phật thọ ký, sau đây sẽ bổ sứ thành Phật nước cõi Ta Bà. Nay Phật hỏi về viên thông, con do quán sát mười phương đều duy thức, thức tâm được viên mãn sáng suốt, chứng nhập tính viên thành thật, xa lìa tính y tha khởi và tính biến kế chấp, được phát vô sinh nhận, đó là thứ nhất. Bây giờ tới cái ngày Di Lặc Bồ Tát là gì? Ngày theo diễn tả thì chúng ta biết theo duy thức học là ngày thuộc thức thứ mấy? Thứ sáu. Thứ sáu này được diễn tả, chúng ta nếu mà coi cái chuyện của gì Tây Du Ký, đúng không? Cái đoạn cuối của Tây Du Ký á, thầy trò của Đường Tam Tạng tới Tây Trúc thỉnh kinh rồi, nhận được bản kinh đi về giữa đường, thì Di Lặc Bồ Tát mới bắt đầu bay theo mới mổ rồi cái kinh rớt xuống sông hết. Thầy trò Tam Tạng mới đem lên phơi kinh, thì thấy trong quyển kinh không có chữ nào. Thì lúc đó thầy trò Tam Tạng mới quay ngược trở lại Thiên Túc mới thỉnh kinh có chữ. Thì vậy là nói với ngài Di Lặc Bồ Tát là chúng ta muốn nói tới cái thức phân biệt. Thức thứ sáu, tức là ý thức.
Vì vậy là Ngài cũng đã diễn tả là Ngài đã từng gặp Phật. Thường là các vị Bồ Tát mà trước khi chứng quả Phật là phải gặp hàng hà sa số chư Phật, chứ không phải một hai vị. Nhưng mà Ngài Di Lặc Bồ Tát thì ngày xưa cũng đã từng gặp Phật rồi, tức là Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh. Nhật tức là mặt trời, Nguyệt tức là mặt trăng, Đăng là đèn, Minh có nghĩa là sáng suốt. Thì tất cả những cái người mà được đi vào trong lục đạo luân hồi thì phải đều đi từ đó. Muốn chứng quả Phật phải gặp Phật và Nhật Nguyệt Đăng Minh rồi mới chứng được. Phải học đạo từ Nhật Nguyệt Đăng Minh, tức là tâm như cái sáng suốt của mặt trời, mặt trăng, đèn và ánh sáng thì gần như không còn cái chỗ nào sáng bằng nữa. Là đó là cái chỗ ban đầu của tất cả chúng sanh bắt đầu lưu chuyển trong tam giới này, tiếp tục tu tập để được thành Phật. Vì vậy là khi gặp được Đức Nhật Nguyệt Đăng Minh rồi mới xuất gia tu tập ở nơi đó. Nhưng mà trong tâm thì được gọi là cái gì? Ngài giao du với các người quyền quý, lúc ấy chưa có chứng quả gì hết. Mà cái này nó giống với cái gì? Giống bằng kinh Pháp Hoa đúng không? Khi mà Đức Phật đã nhập trong cái đại định rồi á, thì đại chúng quan mang không ai biết cái gì. Thì chính Ngài Di Lặc Bồ Tát cũng thắc mắc, thì lúc đó Ngài Văn Thù Sư Lợi mới kể cái chuyện này ra, cũng tương đồng, cũng giống giống như vậy. Thành ra chúng ta thấy là cái sự gọi là tương thông của kinh Pháp Hoa và kinh Lăng Nghiêm này. Thì vậy là Ngài được gọi là cầu danh. Khi mà chúng ta nghe tới cái từ cầu danh á, thì chúng ta sẽ nghĩ thấp vị Phật Di Lặc này hồi còn Bồ Tát, hết chưa? Có nghĩa là ham cầu danh lợi đi tới những ngôi nhà quyền quý. Nhưng mà thật sự trước khi chứng Phật quả, trước khi chứng Bồ Tát, trước khi thành Thánh thì ai cũng là người cầu danh hết. Cầu danh không có nghĩa là muốn mình được nổi danh, nổi tiếng, nổi cồn, nổi bãi, không phải như vậy. Ví dụ như bây giờ mắt chúng ta thấy thì sao? Chúng ta phải khẳng định đó là cái bàn, đó là cái ly, đó là bình bông. Cái bàn là cái gì? Là danh tự. Cái bình bông là gì? Là danh tự. Cái đèn là danh tự. Cho nên mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, thân xúc chạm, lưỡi nếm vị đều phải khẳng định nó là cái gì, đúng không? Lúc chúng ta khẳng định là cái gì, tức là lúc cái danh tự của cái đó nó hiện ra, được gọi là cầu danh. Vì do cái thức phân biệt này mới khẳng định nó là cái bông. Do cái thức phân biệt này mới khẳng định nó là cái trái cây. Do cái thức phân biệt này mới khẳng định nó là cái đèn. Thì chỗ nào có thức phân biệt thì chỗ đó nó hiện cái danh và tướng của cái đó ra. Hiện tướng và danh tự hiện ra thì được gọi là cầu danh, chứ không phải là ổng thấp. Ổng sẽ hiện tướng tất cả lục căn của chúng ta để nhận định cái đó là cái gì. Thì cái danh tự được hiện ra trong đầu của mình thì được gọi là cầu danh. Đó là cái thức. Và cái thức thì bắt buộc phải phân biệt, mà phân biệt thì phải khẳng định nó là cái gì. Thì lúc đó là cái danh tự của cái đó hiện ra, được gọi là cầu danh, chứ không phải ổng là cái người thấp đam mê danh lợi là chúng ta lầm. Có ý Đức Phật muốn nói gì? Là cái thức thứ sáu của chúng ta nó thì sao? Nó có đầy đủ ở đây lục căn. Thì lục căn thấy thì sẽ khẳng định, sẽ nhận định, sẽ định nghĩa, sẽ định danh cái gì đó thì được gọi là cầu danh. Mình á, mình cứ nghe ổng là tham đi tới lui mấy nhà quyền quý rồi giàu sang để tham cầu danh lợi, chúng ta đánh giá thấp rồi coi chừng chúng ta không hiểu ý của Phật muốn nói chỗ này. Thành ra cái tên của Ngài là gì? Là Ngài đại diện có thức thứ sáu, là cái thức phân biệt, đúng không? Cái thức đó nếu như chứng thánh quả thì thành cái gì? Diệu quang sát trị. Thì vậy là lúc mà chưa có chứng thành Phật quả, đây muốn diễn tả cái chỗ phàm phu, cho nên khi mà gặp Đức Nhật Nguyệt Đăng Minh mà theo xuất gia rồi, tâm còn nặng nề thế gian, rồi ưa giao du các người quyền quý, cái câu này, cái câu mà ưa giao du các người quyền quý, cái này tự nhiên chúng ta đánh giá lầm cái vị Bồ Tát này. Cho tất cả chúng ta thì nếu mình dùng cái từ là cái tâm nặng nề danh lợi thế gian, ngang đây dừng là đủ rồi. Tại vì sao? Tại vì mắt thấy tai nghe đều là phân biệt, tức là chúng ta đều nặng nề thế gian hết, chứ không ai khác ai. Và bản thân các vị Bồ Tát cũng vậy thôi, trong lúc chưa chứng quả thì mắt thấy sắc phải nhận định nó là cái gì. Tai nghe âm thanh, ví dụ như vừa nghe âm thanh ở trước hơn sao mình, cái mình
Rồi mình liền phân biệt là cái âm thanh này âm thanh của ông thầy nói nè, âm thanh rột rèn kia là của ông chim kêu nè, âm thanh này của người nói chuyện xì xào. Tức là chúng ta gì? Đang cầu danh, là tìm cầu cái danh tự của nó là cái gì, cái danh tánh nó là cái gì không mới được gọi là cầu danh. Theo cái nghĩa cầu danh trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa cũng như ở đây nói, chứ không phải là ngày bỏ chùa rồi đi chơi với mấy ông nhà giàu, giao du với mấy ông có tiền có của để mình kiếm một chút danh lợi. Cái đó là cái chuyện nó thấp lắm, và không, chúng ta không hiểu đúng ý nghĩa của Phật dạy. Thì lúc đấy được Đức Thế Tôn dạy tu tập cái định duy tâm thức. Duy tâm thức có nghĩa là gì? Tất cả những cái mà danh tự mình khẳng định nó xuất phát từ gì? Từ tâm. Ví dụ như bây giờ nói nó là cái bông thì xuất ra từ đâu? Là từ tâm của mình. Nói là cái đèn xuất phát từ đâu? Từ tâm. Mình nghe âm thanh con chim thì xuất phát từ cái gì? Từ tâm. Tức là tất cả do tâm tạo. Khắp pháp giới mười phương này đều là tâm mình tạo ra. Và nếu người nào thấy được cái này thì được đạt được cái định duy tâm thức như Ngài Di Lặc Bồ Tát. Khi mà mình đi, mình thấy sắc cái mình phân biệt là màu vàng, màu đỏ, rồi màu xanh, hay là cái bông hoa, hay là cái đèn, hay là trái cây, ví dụ vậy, thì chúng ta đang cầu danh. Thì chúng ta chỉ biết đó là cái bông thì chúng ta nằm ngay chỗ cái bông đó, chúng ta biết đó là cái đèn thì chúng ta dính ngay chỗ cái đèn đó, biết đây là trái cây chúng ta dính ở chỗ đó. Nhưng chúng ta không thấy rằng cái danh tự này đều do tâm nó biến hiện. Chúng ta chỉ biết nó là cái bông thôi, chúng ta bao giờ thấy nó là cái tâm đâu. Thì vậy là khi chúng ta tu tập thiền định để chúng ta định tâm lại, chúng ta thấy rằng nếu như bây giờ chúng ta nhìn cái này mà không khởi bất kỳ ý niệm nào thì nó thành cái bông không? Không. Nó chỉ là nó hiện tướng vậy thôi khi chưa gắn cái danh vô. Nhưng khi gắn cái danh vô thì nó là bông. Gắn cái danh vô thì nó là đèn, gắn danh vô nó là bàn, nó vô nó là cái nhà. Thành ra cái lúc mà căng trần tiếp xúc với nhau mà chưa có danh tự hiện ra thì không có gì hết. Khi hiện danh tự ra thì nó xuất quát từ đâu? Từ tâm. Cho nên tất cả các pháp đều từ tâm. Thì như vậy là Ngài Di Lặc Bồ Tát nhập một cái định duy tâm thức, tức là tất cả cái đều từ tâm mà biến hiện. Như vậy là đã được cái định duy tâm thức rồi, được vào tâm ma địa. Trải qua nhiều kiếp đến nay do pháp tâm muội này mà phụng thờ hàng hà chư Phật, tâm cầu danh lợi thế gian đã diệt hết không còn. Thì cái tâm mà danh lợi thế gian có nghĩa là gì? Có nghĩa là lục căn không còn dính mắc đến lục trần nữa. Chúng ta nên hiểu điều này. Có nghĩa là khi đã chứng đạo rồi thì mắt thấy sắc không còn dướng mắt để phân biệt định danh định nghĩa nó nữa. Tai nghe âm thanh là chỉ nghe vậy thôi chứ không có biết là không có rớt xuống cái tầng là âm thanh này là cái gì. Nghe là rõ biết khi âm thanh hiện hữu, chứ không có thuộc về âm thanh là micro hay là âm thanh của lời nói hay âm thanh sột sạt của cái quạt vân vân. Tất cả những cái khẳng định là cái gì nơi lục căn tiếp xúc lục tầng không còn nữa. Chứ không phải là không đi tới mấy nhà quyền quý, không phải như vậy. Không phải là bỏ chùa đi ra đi dạo du, không phải như vậy. Mà là căng trần với Ngài trong đoạn này, sau khi đã chứng rắc thiền định rồi là không còn dính dấp gì nữa. Thấy là thấy, nghe là nghe, thấy như thấy, nghe như nghe, biết như biết, ngửi như ngửi vậy, chứ nó không có cái thứ hai. Thì mỗi cái đều hiện hữu như như rõ biết đó, chứ Ngài không có rớt xuống cái tầng phân biệt của ý thức nữa. Thì lúc này là cái thức căn đã hết rồi. Thì vậy là Ngài tu như vậy trải qua nhiều đời nhiều kiếp của Đức Phật rồi, đến khi Đức Phật nhiên đăng ra đời thì mới chứng được cái định vô thượng diệu viên thức tâm. Cho đến tất cả cõi nước Như Lai vào tịnh và quế, có không tột vào mé hư không đều do tâm biến hiện mà ra. Tức là từ cái thời Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh tới đời của Đức Phật Nhiên Đăng thì Ngài mới bắt đầu chứng thêm một cái đại định là vô thượng diệu thức. Gọi là cái gì? Trong duy thức dụng từ là gì? Diệu quan sát trí. Thấy chưa? Nếu mà chúng ta tu duy thức thì khi mà chứng quả, tức là biến tám thức thành bốn trí á, thì hồi nãy là A lại do thức đã chứng thành đại viên cảnh trí rồi. Ở đây thức thứ sáu biến thành diệu quan sát trí. Cho nên Ngài chứng cái định gọi là vô thượng diệu viên thức.
Đó chính là cái tên khác của diệu quan sát trí khi tu chuyển tám thức thành tứ trí. Thì vậy là Ngài đã chứng được cái trí đó, Ngài thấy được là tất cả các cõi của Như Lai tịnh uế có không tột bờ mé của hư không này, tất cả đều do gì? Do tâm biến hiện. Tức là tất cả các pháp đều do tâm tạo mà thôi. Ngài khẳng định là được điều đó. Nhưng mà muốn khẳng định được điều này thì phải sao? Phải chứng được diệu quan sát trí. Nếu mà không chứng được diệu quan sát trí thì chúng ta chỉ hiểu và gật đầu thôi chứ chúng ta không có thấy. Nhưng mà cái chỗ này để chúng ta thấy nha. Nếu như ai đã tới một cái cảnh giới diệu quan sát trí này, tức là nhập trong cái định này rồi á, cái diệu quan sát tức là cái thấy vi diệu sáng suốt nhiệm màu, không còn bất kỳ một ý cợn nhơ lẫn cợn nào trong tâm thức nữa. Đó là một cái sáng mà để có thấy khắp mười phương pháp giới này là thanh tịnh tuyệt đối trong phút giây đó. Trong phút giây đó khắp pháp giới này tuyệt đối thanh tịnh. Và họ bắt đầu thấy cái manh nha phóng khởi của sinh tử luân hồi, cái manh nha móng khởi của ý thức, ý niệm nơi tâm của con người. Tức là thấy tột bờ mẻ của sanh tử. Thấy cái khởi đầu của sanh tử rồi, thấy cái kia là nó không còn sanh tử. Nhưng bây giờ bắt đầu sanh tử, bắt đầu sanh khởi, mình phải thấy rõ. Ra đây là cái chỗ được gọi là chứng đắc. Và chỗ này cũng mới được gọi là tự tại sanh tử nè. Ai chưa thấy hết bờ mẻ sanh tử thì đừng nói chuyện tự tại. Thì Ngài đã chứng diệu quan sát trí này, Ngài thấy tất cả những cảnh tịnh quế của chư Phật mười phương có không cùng tột cái hư không này đều là thức biến hiện. Thì Ngài thấy rõ rằng cái thức nó sanh ra từ đâu. Cho nên nói là người ta nói là cái thức thì vô thủy nhưng mà hữu chung, theo cái kiểu nói bình thường. Vì vậy mà đầu cái bản Tề Thiên Ngôn Từ Ân đâu có biết cái chỗ, không có nói được cái chỗ sanh khởi của ý thức là cái gì. Cho nên mới dựng một cái chuyện tào lao. Có mấy cô tiên xuống tắm dưới sông rồi lên ngồi cục đá, khỉ ôm cục đá ra Tề Thiên. Tức là cái chỗ sinh khởi của cái thức thứ sáu này là rõ ràng người phàm phu không bao giờ hiểu được, không bao giờ thấy tới. Chỉ trừ những bậc chứng quả mới có thể thấy được điều này. Và khi ai thấy cùng tận bờ mé sinh khởi của ý thức thì người đó cũng chứng quả thánh hiền. Cho nên thấy được tới chỗ này thì vượt thoát sinh tử. Và cái phút giây vượt thoát sinh tử tức là phút giây chúng ta thấy được tận bờ mé của ý thức. Và chúng ta biết chắc rằng thức sanh ra từ đâu. Cho nên dạng pháp duy tâm tạo là có thật. Từ cái chỗ cung tận bờ mé ý thức này nó sanh khởi cái kiểu nào, nó máy động cái kiểu nào, nó manh nha cái kiểu nào, nó nhúc nhích, nó cựa quậy cái kiểu nào chúng ta thấy rõ. Và nếu ai chưa một cái lần định để thấy rõ cái đầu mối sinh tử này, chưa có đạt tới cái trí tuệ để có thấy cùng tận cái này thì biết rằng sinh tử chúng ta chưa xong. Nhưng ra có rất là nhiều người đã nghi, đã thấy mình sáng đạo, sáng đuốc, sáng đèn gì đó. Mà chỗ bờ mé ý thức này, cùng tận cái chỗ sinh tử này, chúng ta chưa thấy cái điểm khởi ban đầu của cái dòng sinh tử này thì chúng ta chưa phải là người tự tại sinh tử đâu. Đó là điều mà chúng ta phải biết. Bất kỳ một người nào trước khi mà bước ra khỏi cái sinh tử luân hồi là đi qua khỏi cái bờ mé của tâm thức, vượt qua cái bờ mé tâm thức, đạt tới cái chỗ mà diệu quan sát trí giống như Ngài Di Lặc Bồ Tát này, thì khi đó từ cái trí tuệ diệu quan sát này bắt đầu mới thấy được cái gợn lăn tăn sinh tử luân hồi. Và Ngài khẳng định rằng tất cả các cõi này đều do tâm biến hiện mà thôi, không có cái gì khác ngoài cái sự biến hiện của tâm cả. Thì Ngài thấy bằng cái trí tuệ Phật đạo chứ không phải là cái sự hiểu biết tưởng tượng. Phải vượt qua cái tầm đó. Cho nên đây cũng là một cái chỗ chứng đắc của một vị Đại Bồ Tát mà chuẩn bị thành Phật trong cõi của mình. Đương nhiên là phải có trí tuệ nào chứng đắc cái quả vị gì thì mới tới thành Phật được. Thì vậy là kể từ khi Đức Phật Nhiên Đăng ra đời là Ngài Di Lặc Bồ Tát đã chứng được tới cái chỗ diệu quan sát trí này rồi. Tức là Ngài đã biến tám thức thành trí, trong đó có cái diệu quan sát trí. Thức thứ sáu biến thành diệu quan sát trí. Vì là bạch Thế Tôn, do con đã rõ được duy tâm thức như thế nên nơi tính lưu xuất vô lượng Như Lai, và hiện nay con được Phật thọ ký, sau đây sẽ bổ xứ thành Phật nơi cõi Ta Bà. Nay Phật hỏi về Viên Thông.
Con do quán sát mười phương điều duy thức, thức tâm được viên mãn sáng suốt, chứng nhập viên thành thật, xa lìa tính y tha khởi và tính biến kế sở chấp, được vô sinh pháp nhẫn, đó là thức thứ nhất. Đối với Ngài thì bây giờ Ngài quán cái thức dạng pháp do thức, tất cả đều biến hiện từ tâm mà Ngài chứng được thánh quả. Thì đối với Ngài thì cái thức nó là bậc nhất rồi. Thì vậy là khi mà chúng ta ở chỗ này, để chúng ta so lại một chút về cái định trong tứ thiền bát định đó, để chúng ta thấy cái chỗ cao thấp của nó. Khi mà chúng ta nhập sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền rồi, cho tới không quy viên xứ này, rồi thức quy viên xứ, rồi đó vô sở hữu xứ, rồi mới tới phi tưởng sự thiền. Cái chỗ này vẫn chưa chứng quả A-la-hán. Thì vậy là quán thức vô biên, thì là người hành giả quán thức vô biên là gì? Để chúng ta mới hiểu có một cái chút khái niệm về cái định này. Chứ nếu không mà điều mình ta cũng thấy cái thức này cũng vô biên vậy. Di Lặc chứng, không? Đức Bồ Tát Di Lặc đã chứng. Thì cái người chứng thức vô biên xứ kia giống hay là khác nhau? Giống chỗ nào, khác chỗ nào? Đây ai trả lời được? chúng ta sẽ hiểu lầm cái vụ thức vô biên này, đúng không? Với Ngài Bồ Tát thì thức chứng quyền thông, thì một người chứng thức vô biên xứ vẫn chưa thoát khỏi sinh tử luân hồi. Chưa ra được. Hai cái khác nhau là gì? Khi mà người ta nhập định á, đạt được cái định, tức là đạt được cái định gọi là thức vô biên, thì họ sẽ thấy rằng đây là cái chỗ lầm của một số người nghĩ mình ngộ thiền nè. Và bây giờ chuyện này sẽ ra nhiều, tất cả các tông phái đều nằm ở cái tầng này và thỉnh thoảng được lướt qua chút xíu thôi, chứ thật sự thì cũng không phải là chứng nhập trong đó nữa. Ví dụ như chúng ta đạt được cái mức độ thiền định á, gọi là thức, cái biết cái phân biệt á. Phân biệt lúc đầu nó chỉ là phân biệt của cái thân này thôi, phân biệt trên lục căn thôi. Thì khi một người quán thức vô biên, tức là họ sẽ bắt đầu lấy cái phân biệt này làm cái tâm điểm để quán. Chúng ta bắt đầu thấy được cái người đạt được cái định thức vô biên. Thì cái tâm điểm để quán là gì? Là ví dụ như bây giờ mình đang nhìn cái bông, cái mình có một cái ý niệm phân biệt đó là cái bông. Ý niệm phân biệt đó, cái bông màu vàng, cái bông màu trắng, cái lá nó màu xanh. Thì cái người khi nhập định họ sẽ nhận được cái, họ lấy cái phân biệt này này. Bây giờ không phải là biết cái bông này nữa, mà biết rộng hết cái nhà này. Biết nhà này thì bây giờ là khi mà mình nhắm mắt lại, mình sẽ biết, mình sẽ phân biệt, mình thấy là cái nhà này, trong này nó có cột, có kèo, có bao nhiêu người ngồi. Bắt đầu nhận biết cái phân biệt là chúng ta phân biệt trên người này, phân biệt người kia, và phân biệt khắp tất cả những người chung quanh chúng ta, phân biệt khắp tất cả những cảnh giới chung quanh chúng ta. Tức là chúng ta tiếp tục phân biệt để biết, phân biệt để biết, phân biệt để biết. Không phải nhỏ nữa, không phải trong không gian nhỏ vậy mình nữa, mà chúng ta lắng tâm sâu để cái biết chúng ta qua khỏi trăm mét, ngàn mét, ngàn muôn mét, để cái biết chúng ta nó trùm khắp hư không này, chỗ nào cũng có cái biết của mình. Và khi mà chúng ta đạt được cái định đó thì cái biết chúng ta cũng khắp, cái phân biệt chúng ta cũng khắp. Nhưng xác định rồi là không còn chuyện gì xảy ra. Nhập định lại, ngồi thiền định thì chúng ta cũng sẽ có một cái sự phân biệt biết khắp. Rất là nhiều người tu thiền tới chỗ này bị lầm lẫn. Tại vì sao? Tại vì mình cũng phân biệt tùm lum, mình cũng thanh tịnh, đúng không? Thì cho rằng mình ngộ tánh thì tự tánh là cái hay biết, tự tánh cũng là cái hay biết. Bây giờ khi nhập vô cái định thức vô biên xứ này cũng là cái biết. Ai có thể chia sẻ được, ai có thể phân biệt được cái biết của tự tánh và cái biết của không vô biên xứ, thức vô biên xứ này, thì người đó hy vọng rằng có một chút cái mắt của Phật đạo. Đây là chỗ đáng sợ của rất là nhiều người. Và học thiền không kỹ lưỡng, có một cái hệ thống thiền mà chúng ta đã gặp, chúng tôi nghĩ là ở đây tất cả Phật tử chúng ta đã gặp rồi, đang vướng vào cái chỗ này. Thực sự họ cũng không được cái định này lâu đâu, tỉnh được một cái thoáng nào đó thôi. Một cái thoáng cái tâm chúng ta rỗng để rồi chúng ta biết hết mọi điều, cái mình nghĩ là mình ngộ đạo, sai lầm rồi. Chưa tới đâu hết, chưa phá vỡ được sinh tử luân hồi, chưa ra được, chưa có được cái diệu quan sát trí. Cái diệu quan sát trí nó khác với cái thức vô biên xứ xa nghìn trùng. Tại vì sao? Tại vì Ngài đã
đã ra khỏi cái bạc thức tam vương thực sự rồi. Và thân ngũ uẩn này hoàn toàn không có, không có người trụ và xuất ở chỗ này, không có con người biết khắp, không có cái biết khắp, và không có người muốn trụ trong cái biết khắp đó. Nhưng trong lúc mà nhập thức qua biên xứ, vẫn có một người cố gắng giữ để cho cái biết mình nó được lớn ra. Nó được lớn ra và nó sẽ từ chỗ nhỏ bắt đầu nó nở từ từ, nở từ từ, nở từ từ. Cái mình quán cái thức mình nó biết từ từ rộng rộng rộng, quán cái thức mình biết từ từ rộng rộng, để mình nhập trong cái thức viên sứ. Được gọi là nhập định. Nhập định tức là một cái sự quán tưởng thành tựu của một công phu, tưởng tượng cái thức được lan rộng khắp mười phương pháp giới này. Nha, chúng ta nên nhớ điều này. Đây là cái chỗ khác biệt. Còn cái diệu quan sát trí hồi nãy là chúng ta đã nói rồi, để thấy rằng cái trí tuệ này không phải là một sự quan sát. Cái trí tuệ này nó vượt thoát khỏi thân căn hoàn toàn, nhưng người kia vẫn còn trên thân căn để quan sát và công phu, để thành tựu công phu trên thân căn, do đó chưa ra khỏi ngũ uẩn. Hai cái này nó khác nhau xa lắm. Và tới đoạn kế tiếp nữa là do kiến đại chứng được viên thông. Ngài Đại Thế Chí Pháp Vương Tử cùng với 52 vị Bồ Tát đồng tu một pháp môn, liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ nơi chân Phật mà bạch Phật rằng: Con nhớ hằng xa kiếp về trước, có Đức Phật ra đời hiệu là Vô Lượng Quang. Lúc ấy 12 đức Như Lai tiếp tục ra đời. Trong một kiếp, Đức Phật rốt sau hiệu là Siêu Nhật Nguyệt Quang. Đức Phật kia dạy cho con tu pháp niệm Phật tam muội. Thí như có hai người, một đàn chuyên nhớ, một đàn chuyên quên, thì hai người ấy dù gặp cũng là không gặp, dù thấy cũng là không thấy. Nếu cả hai người đều nhớ nhau, hai bên nhớ khắp sâu vào tâm niệm, thì đồng nhau như hình với bóng, cho đến từ đời này sang đời khác không bao giờ xa cách nhau được. Mười phương Như Lai thương tưởng chúng sinh như mẹ nhớ con. Nếu con trốn tránh thì tuy có nhớ nào có ích gì. Nếu con nhớ mẹ như khi mẹ nhớ con thì đời đời mẹ con không cách xa nhau. Nếu tâm chúng sinh nhớ Phật, tưởng Phật thì hiện nay hoặc về sau nhất định thấy Phật. Cách Phật không xa thì không cần phương tiện tự tâm được đại ngộ. Như người ướp hương thì thân thể có mùi thơm, đây gọi là hương quang trang nghiêm. Căn bản tu nhân của con là dùng tâm niệm Phật mà vào pháp vô sinh nhẫn. Nay ở cõi này tiếp dẫn người niệm Phật về cõi tịnh độ. Nay Phật hỏi về viên thông, con không lựa chọn, chỉ tu nhiếp sáu căn tịnh niệm liên tục được vào tam ma địa, đó là thứ nhất. Cái này không biết phải nói làm sao. Nhưng mà cũng làm cho tôi sanh nghi giống như cái trước nữa rồi đó. Tại vì sao? Tới đây không có nói cái chuyện mà chúng ta phải dùng cái từ là cái gì, là lôm côm như vậy được. Đến cái đoạn sâu rồi, đến những cái cảnh giới mà siêu xuất sinh tử rồi, không có nói chuyện mà ví dụ như hai người nhớ nhau, người nhớ người không nhớ là cái sẽ quên. Bây giờ mình không nhớ niệm Phật là mình sẽ quên Phật, không phải có công phu này, không thể chấp nhận trong cái đoạn này. Nó có cái gì đó nó không phù hợp. Và tự nhiên cái xen vô sanh cả Tây Phương Cực Lạc trong cái đoạn này thì thiệt là phá vỡ bản kinh Lăng Nghiêm. Không hiểu vì sao. Thành ra rõ ràng là tôi sanh nghi đoạn này. Chúng ta không có thể chấp nhận được. Tại vì sao? Tại vì á, khi một người đã hiểu thì một cách cùng tận như những cái cảnh giới trước, thì cõi Phật với cõi này khác nhau không, mà sanh với không sanh. Còn có chỗ sanh tức là còn sanh tử tiếp nói, đúng chưa? Khi một người chứng thiền là nó chứng tới cái chỗ vô sanh pháp nhẫn, thì còn cái chỗ sanh đây sanh kia, còn cái cõi khác để mình sanh sao? Nếu còn có một cõi để mình sanh thì còn sanh tử tiếp nói, thì đâu phải là thánh. Mà đây nói chứng viên thông để thành Phật quả, có chỗ để sanh à? Thật ra đoạn này tôi sanh nghi. Và thôi, chúng ta không có giảng đoạn này. Nói nhiều mến lòng. Nhưng mà tôi biết rằng là đây là một cái phần xen tạp nữa của bản kinh Lăng Nghiêm.
Và phần sân tạp này nó quá lộ liễu, lộ liễu đến mức khó chấp nhận được. Một vị Đại Bồ Tát mà đứng ra phải quán kiểu giờ mình niệm Phật, mình nhớ Phật thì mình được là đồng với Phật, còn mình không nhớ Phật là không đồng, chứng cái tâm muội gì? Không phải, niệm Phật tâm muội không phải như vậy. Niệm Phật tâm muội, giờ chúng ta bắt đầu nói bốn cái chữ niệm Phật tâm muội để chúng ta thấy rằng cái công phu này nó không phải nè. Đương nhiên là cái pháp niệm Phật tâm muội nó rất là đúng, chứ không phải là sai. Nhưng cái cách diễn tả này được xen vô cái bản kinh Lăng Nghiêm là sai. Sai ở chỗ lý luận quá lồm cồm, nó không có ăn với cái ý của bổn kinh Lăng Nghiêm gốc. Chúng ta không nói vậy đó, tức là có một người nào chen vô để muốn nâng cái giá trị gì đó lên, nhưng mà không có đủ trình độ để nó khế ứng với cái lý luận của bản kinh Lăng Nghiêm này. Thấp lắm, lý luận này quá thấp đi, khiến một người phàm phu họ cũng có thể hiểu ra mắc mới gì mà nó vô đoạn này để chứng thành viên thông. Ai mà có thể chọn cái pháp này tu cho nổi. Tu vậy nó lộn xộn rồi. Bây giờ chúng ta nói sơ về bốn chữ niệm Phật tâm muội. Tâm muội có nghĩa là gì? Là chánh định. Niệm có nghĩa là gì? Nếu chúng ta nghĩ định nghĩa chữ niệm là nhớ nghĩ, không? Phật là cái gì? Là giác. Tam muội là chánh định. Thì chúng ta lộ ra cái gì rồi? Nếu chúng ta phân tích chữ thì nó lộ ra cái gì rồi? Niệm Phật tức là nhớ Phật, nhớ tới cái chỗ giác ngộ, nhớ tới cái trí giác thanh tịnh sáng suốt nhiệm màu của mình. Mà trí đó là cái gì? Là cái thứ thường tại định, tại vì nó là định tam muội mà. Phải không? Tam muội tức là chánh định. Chánh định tức là cái gì nó thường tại định hiện hữu nơi đây, nó không lúc nào nó mất hết. Chứ không phải là niệm A Di Đà Phật hay là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, không phải niệm Phật như vậy. Chúng ta không thể nhớ Phật theo cái kiểu danh tự, nhớ Phật theo cái kiểu quán tưởng, không phải nhớ Phật theo bất kỳ một cái gì nữa. Nhớ lúc đầu nhớ, nhưng mà đạt tới cái mức độ chánh định có nghĩa là gì? Niệm Phật tâm muội có nghĩa là đạt tới cái chỗ chánh định của niệm Phật. Mà chánh định của Phật là thương tại định, không có danh tự là Phật nào hết, mà lúc nào cũng sáng suốt tuyệt đối, không có lầm mê. Không có một khoảnh khắc nào trong cuộc đời của hành giả nó rớt xuống một cái tầng mê lầm nào, không có phân biệt hai bên. Nếu còn mình niệm Phật thì còn hai, thì không thể vào chánh định được. Còn một người nào đó A Di Đà Phật hay là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, tức là còn mình và còn niệm, thì làm gì đạt được chánh định. Khi chánh định là ngã và pháp đều phải tan biến, và cái trí tuệ phải sáng suốt rực trùm khắp mười phương, không có chỗ mê lầm, thì đó mới được gọi là niệm Phật tam muội. Chúng ta phải hiểu cái nghĩa niệm Phật tam muội ở tầng đó để thấy rằng cái đoạn này là cái đoạn mà thiệt là dở. Không biết sao mà chen vô đến mức độ lộ như vậy, không cần thiết. Đó, chúng ta thấy như kỳ trước mình nói là cái lịch sử mà phát triển Phật giáo chúng ta đã trải qua nhiều ngàn năm rồi. Đây là những cái thời thịnh, thời suy của đạo Phật, rồi họ xen vào, họ hủy cái bản thật, họ để cái bản giả này để sau mấy cái đời học Phật của mình phải chấp nhận những cái văn tự này trở thành một bản kinh quý, thì thiệt là ổn cho bản kinh Lăng Nghiêm này. Nó không có khế ứng chút nào trong cái lý luận mà đến cái chiều sâu viên thông hết á. Toàn là những cái ví dụ vớ vẩn, không có chỗ nào đáng để chúng ta có thể phân tích. Chúng ta bỏ cái đoạn này. Đến quyển kinh Thủ Lăng Nghiêm quyển thứ 6 đoạn 27. Đoạn này quan trọng, chắc chúng ta không đủ giờ bữa nay, nếu mà chúng ta học hết đoạn này là sẽ mất thời gian nhiều. Do nhĩ căn mà chứng viên thông. Đây là phần quan trọng nhất trong bản kinh Lăng Nghiêm mà từ trước giờ tất cả những người tu nhĩ căn viên thông hiểu lầm. Cho nên tất cả Phật tử chúng ta cũng phải nghiêm túc để học lại cái đoạn này, để chúng ta chấn chỉnh cái nhĩ căn viên thông đối với kinh Lăng Nghiêm từ trước đến giờ. Khi ấy Đức Bồ Tát Quán Thế Âm liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ nơi chân Phật mà bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, con nhớ vô số hằng hà sa kiếp về trước có Phật ra đời hiệu là Quán Thế Âm. Từ Đức Phật kia con phát tâm Bồ Đề, Đức Phật kia dạy con do từ nghe, suy nghĩ và tu mà vào tam ma địa. Ban đầu ở trong tính nghe vào được dòng, liền quên tướng bị nghe, trần tướng đã bắn lặng, thì hai tướng động và tịnh rõ thật không sinh.
Như vậy dần dần tăng tiến thêm, các tướng, năng, sở văn đều hết. Không dừng lại ở cái chỗ dứt hết năng văn, sở văn mà tiến lên nữa, thì năng giác, sở giác đều không. Không giác tột bậc viên mãn, nên các tướng năng không, sở không đều diệt. Sinh diệt đã diệt thì bản tính tịch diệt đã hiện tiền. Bỗng nhiên siêu việt thế gian và xuất thế gian, mười phương tròn sáng được hai pháp thù thắng. Một là trên hợp với bản giác diệu tâm của Phật, cùng với Phật Như Lai đồng một từ lực. Hai là dưới hợp tất cả lục đạo chúng sanh trong mười phương, cùng với các chúng sanh đồng một bi ngưỡng. Bạch Thế Tôn, do con cúng dường Đức Quán Thế Âm Như Lai, nhờ Ngài truyền thọ cho con chánh định Kim Cang Như Huyễn, văn huân, văn tu và được cùng với Như Lai đồng một từ lực, nên làm cho thân con thành 32 ứng thân vào các cõi nước. Bạch Thế Tôn, nếu các Bồ Tát vào Tam Ma Địa tấn tu vô lậu thắng giải, hiện đã viên mãn, con hiện thân Phật mà vì họ thuyết pháp khiến cho được giải thoát. Nếu các hàng hữu học được pháp diệu minh vắng lặng, chỗ thắng diệu đã viên mãn, con ở trước người ấy hiện thân độc giác mà vì họ thuyết pháp khiến được giải thoát. Chúng ta đang ngưng đoạn này. Thì chúng ta giải thích từ từ trong cái bản nhĩ căn viên thông này để chúng ta thấy tại sao Đức Thế Tôn chấp nhận cái nhĩ căn viên thông để dạy cho thế gian này. Như vậy là có một cái ngài cũng tên là Quán Thế Âm nữa, một ngài tên là Quán Thế Âm ở trong pháp hội Đức Phật. Thì sau khi mà rạng hỏi các vị Bồ Tát về viên thông rồi, thì tới ngài Quán Thế Âm là ngày cuối cùng. Thì ngài nhớ lại hồi trước á, ngài cũng gặp một cái vị Phật ra đời cũng hiệu là ngài Quán Thế Âm, cho nên ngài tu theo vị đó, ngài lấy cái tên Quán Thế Âm luôn. Từ Đức Phật kia phát Bồ Đề Tâm, Đức Phật kia dạy con từ nghe rồi suy nghĩ và tu mà vào Tam Ma Địa, tức là cái này cái tam huệ mà chúng ta đã từng học. Tam huệ là tiếng Tàu gọi là văn tư tu, tức là bây giờ mình ngày cũng rất là thứ bậc, phải không? Tức là nghe nè, nghe xong chúng ta suy nghĩ, chúng ta tư duy để coi nó khế ứng với Phật pháp, khế ứng với trình độ căn cơ mình không, thì bắt đầu mình mới dụng công tu tập. Và nhờ bước đầu học Phật như vậy cho nên chúng ta được chứng đạo quả. Đây là cái điều rất căn bản cho tất cả những người học Phật, dù đó là ai. Nếu như chúng ta không qua ba bước này thì chúng ta khó mà có thể chứng được thánh quả. Và rất là nhiều Phật tử chúng ta không có thông qua ba bước này. Ví dụ bây giờ mình nghe một điều gì đó, ví dụ như bây giờ chúng ta nghe cái lý vô thường đi. Nghe vô thường là gì? Là tất cả các pháp, cái thân, cái tâm của mình vào hoàn cảnh nó vô thường. Các pháp đều được sanh ra, rồi già, rồi chết, mất, rồi vô thường. Chúng ta sẽ hiểu như vậy. Và nếu như chúng ta giảng mà tất cả các pháp đều, chúng ta học mà tất cả các pháp đều là vô thường, có nghĩa là mình nhìn cái pháp nào nó có rồi một chút, mất qua này một chút rồi nó cũng héo, cái đèn này một chút rồi nó cũng tắt, cái nhà này mai mốt rồi nó cũng tan rã, con người chúng ta sống mấy mươi năm rồi cũng chết. Đa phần là chúng ta sẽ hiểu vô thường cái kiểu đó. Và trình độ hiểu vô thường như vậy, chúng ta nghe và chúng ta tư duy theo cái kiểu đó, thì chúng ta hiểu lệch lạc vô thường rồi. Hiểu chưa hết, hiểu chưa đúng, hiểu chưa triệt. Dù bất kỳ một cái lời nói nào của Đức Phật, nếu mà chúng ta thực sự đem ra tu tập là ngàn kiếp chúng ta chưa có thể tu tập hết nữa. Ví dụ hai chữ vô thường này chúng ta có thể tu bao nhiêu kiếp mới có thể thấu tận nó? Không thể một đời mà có thể có được, trừ những cái bậc đại căn cơ họ tự ngộ ra. Còn nếu mà bây giờ mà nghe để tư duy tu tập, thì trước mắt chúng ta nói về cái tam huệ của theo cái kiểu căn bản nhị thừa. Thì chúng ta nghe một cái gì đó, chúng ta mới đem tâm chúng ta suy nghĩ. Suy nghĩ đấy có nghĩa là gì? Suy nghĩ nó có nhiều cách lắm. Thì theo như cái kiểu của Tứ Diệu Đế thì gọi là cái trạch pháp. Trạch pháp tức là chúng ta nghe, chúng ta chọn lựa cái pháp đó, bắt đầu chúng ta phân biệt cái pháp đó, chúng ta tư duy cái pháp đó cho thật là tinh tường,
để xem cái pháp đó nó có phù hợp với chánh pháp hay không, có phù hợp với chân lý hay không, và nó có phù hợp với cái trình độ căn cơ của mình hay không, thì lúc đó mới tinh tấn giác chi, mới trạch pháp, mới tinh tấn giác chi theo cái kiểu mà thất giác chi của đạo Phật. Thì chúng ta tư duy này nó cũng ta phải đứng trên cái tinh thần đó để mà tư duy nữa. Bây giờ nghe một cái điều gì đó chúng ta có tư duy hay không? Ví dụ như một vị thầy này nói một câu, một bài giảng, chúng ta nghe, nghe xong rồi thấy ông thầy này giảng đúng và ông thầy giảng sai, ông thầy giảng hay và ông thầy giảng dở, xong chuyện. Đúng không? Hoặc đọc quyển kinh nào đó, thấy quyển kinh nó hay, xong chuyện. Chúng ta chưa bao giờ bỏ thời gian nữa tư duy. Tư duy một vấn đề phải căn cứ vào đâu? Ví dụ vấn đề đó nếu mà được gọi là chân lý thì nó phải như thế nào? Nó phải trải suốt thời gian và không gian đều đúng. Tức là vấn đề đó nếu nó là chân lý thì quá khứ, hiện tại và vị lai nó phải đúng, được gọi là khoảng thời gian. Cái việc đó phải đúng ở đây, phải đúng ở khắp nơi trên thế giới này và phải đúng khắp tam giới này nữa, chứ không phải là thế giới này không. Thế giới chúng ta chưa đủ, mà dục giới nó cũng phải là chân lý, mà sắc giới nó cũng phải là đúng, mà vô sắc giới nó cũng phải đúng, và khắp mười phương pháp giới này cái đó là đúng không sai chạy, thì chúng ta mới chấp nhận nó là chân lý. Chấp nhận theo cái kiểu cái kiến thức thôi nha, chứ chưa có nói là cái sự chấp nhận nào khác. Bây giờ ít ra về mặt kiến thức khi mà chúng ta học thì chúng ta phải có cái này nơi tâm. Và sau khi tư duy chính xác cái đó là chân lý rồi thì mới bắt đầu coi cái chân lý này nó phù hợp với trình độ căn cơ của mình hay không. Mình có thể dụng công theo cái kiểu dạy này được hay không? Thì chúng ta mới bắt đầu đi vào tu tập. Thì mới hy vọng là chúng ta chứng tam ma địa, tức là theo cái kiểu căn bản tam huệ đó chúng ta phải hành. Nhưng mà chúng ta từ trước giờ ít có hành cái này, cho nên rồi á, có khi nghe pháp bữa nay mình nghe thầy này, mình cũng gật đầu cho là đúng. Nhưng ngày mai thầy kia giảng hấp dẫn, mình cũng thấy ồ, ông thầy này cũng là hay, ông thầy nói cái này hấp dẫn hơn, theo ổng có lẽ được á. Nhưng mai kia mốt nọ gặp một vị khác nữa siêu hơn nữa, thì chúng ta cứ luôn luôn theo đuổi theo cái kiểu hay, theo cái kiểu hợp ý, hợp tình, chứ không phải là chúng ta theo đuổi theo kiểu hợp chân lý. Chúng ta phải trầm tĩnh thấy lại điều này. Qua một bài giảng của một vị thầy đó, qua một băng giảng bất kỳ ai, qua một quyển sách viết, thì chúng ta khi đọc qua chúng ta phải xét lại những cái điều mà khẳng định của vị thầy đó, những cái lời nói của vị thầy đó, hoặc cuốn sách đó, hoặc là băng giảng đó phù hợp với chân lý hay không. Ví dụ như chúng ta muốn nói tới chân lý của nguyên thủy thì là phải căn cứ trên tam pháp ấn, đúng không? Vô thường, khổ và vô ngã, hoặc là tứ pháp ấn vô thường, khổ, không và vô ngã. Ví dụ vậy, thì trên cái căn bản của chân lý đại thừa của Phật giáo phát triển thì là gì? Là thường, lạc, ngã và tịnh. Ví dụ vậy đó. Ví dụ là ít ra ban đầu chúng ta phải đó có được một cái nền tảng căn bản này để chúng ta nghe một cái bài giảng đó. Ví dụ thầy đó đang giảng về đại thừa phát triển hay là nguyên thủy Phật giáo. Rồi sau đó chúng ta sẽ tìm ra được cái chân lý mà gọi là nhất chân pháp giới. Thì trong đó cái chân lý vị thầy đã nói nó có dung nhiếp được cái hệ thống kinh điển nguyên thủy Phật giáo và đại thừa Phật giáo hay không. Nếu như đạt tới cái trình độ nhất nguyên pháp giới rồi mà nó không khế ứng của nguyên thủy Phật giáo và đại thừa Phật giáo thì chúng ta không thể chấp nhận được. Đó thì chúng ta phải tư duy từng khúc. Ví dụ vậy, ít ra về mặt là gọi là kiến thức tu học, khi mà chúng ta chưa có phải là cái người ngộ đạo, thì trong cái giai đoạn chúng ta tầm cầu Phật pháp, chúng ta phải dùng tất cả những trí hiểu biết của mình, bằng tất cả những năng lực của mình để mình tư duy trong cái giáo pháp mình đang học. Một bài giảng của vị đó nói cái điều gì? Đại diện cho hệ thống kinh điển nào? Thì chúng ta căn cứ lên cái nền tảng, cái căn bản nhất của hệ thống kinh điển đó mà chúng ta xem xét có phù hợp hay không. Chứ không phải hay là đúng, chưa chắc. Đúng không có nghĩa là hay, mà hay chưa chắc là đúng. Chúng ta nên hiểu là cái điều này. Có những người giảng rất là hay nhưng mà không phải là, không, chưa chắc nó là đúng. Giống nhưng mà chưa phải. Giống thì có giống nhưng mà phải thì chưa chắc là phải. Rồi càng học sâu vô thiền chúng ta mới thấy những cái từ ngữ y như là giỡn chơi nhưng mà nó là một sự thật. Có những người thấy như ngộ, giống như ngộ nhưng mà không phải. Giống như tự tại nhưng mà tự hại mình chứ không phải là tự tại. Chúng ta sẽ chết với những cái lý luận đó. Thật ra khi mà gọi là tư duy là chúng ta phải tư duy, phải
cung tận chân lý. Và như vậy là bước qua cái hệ thống kinh điển Đại Thừa dạy người ta văn tư tu khác hơn tiểu hệ thống nguyên thủy. Ngay khi nghe tức là nhận biết, và ngay khi nhận biết là vỡ chuyện. Nghĩa là ngay khi nghe tức là tu, ngay tư tức là ngay khi tư tức là tu. Tức là ngay cái lời nói, ngay cái âm thanh, ngay tất cả những cái cử chỉ hành động, ngay chỗ đó tri tức là niết bàn. Ngay cái biết là xong việc, chứ không phải văn tư tu từng khớp nữa. Đây mới nói là cái căn cơ. Thì khi chúng ta vừa nghe âm thanh không, thì chúng ta sẽ chứng được cái gì? Khi chúng ta thấy được hình sắc là chúng ta sẽ chứng được cái gì đó, chứ không phải nghe để đem về suy nghĩ, suy nghĩ là để chuẩn bị làm. Lòng vòng như thế thì không biết chừng nào mới xong việc. Ở thì vậy là bước qua cái ngưỡng cửa của Đại Thừa thì văn tư tu nó là một cái tầng khác hoàn toàn. Thật ra đây là cái nền tảng căn bản cho ngày Quán Thế Âm được Đức Phật chọn không phải là sai. Tại vì đứng trên cái nền tảng căn bản văn tư tu này, tức là bước vào cửa ngõ Phật đạo bằng tam huệ này thật sự để mà đi sâu vào cái chứng đắc. Thì vậy là ban đầu thì ngày Quán Thế Âm được Đức Phật dạy rất là kỹ về văn tư tu. Thì ngài bắt đầu nói tới cái tánh nghe nè. Ban đầu ở trong cái tánh nghe vào được dòng liền quên tướng bị nghe. Trần tướng đã vắng lặng thì hai tướng động và tịnh rõ thật không sinh. Chúng ta cố gắng bước từng bước theo cái kiểu Nhĩ Thân Viên Thông nha. Thì bây giờ sau khi ngài chứng được thiền rồi, qua cái giai đoạn văn tư tu rồi, thì bây giờ bắt đầu đi vào dụng công. Ngài bắt đầu vào được cái dòng, tức là ban đầu ở trong cái tánh nghe để bắt đầu nghe. Bây giờ chúng ta bắt đầu trở lại cái tánh nghe mình để bắt đầu mình nghe âm thanh đi. Mình bắt đầu vừa coi như là đang ở cái cảnh giới mà tam huệ của Đại Thừa đi nha. Giờ bắt đầu chúng ta đang nghe, tức là chúng ta đang nhập trong cái tánh nghe đi. Để chúng ta được nghe những cái âm thanh đang hiện hữu, không? Có tiếng động lớn, có tiếng động nhỏ, tiếng động nhanh, tiếng động chập, tất cả những cái tiếng động chúng ta đều nghe. Và chỉ nghe chừng đó thôi, đừng có thêm bớt gì. Như vậy là khi mà chúng ta lắng tâm để chúng ta nghe khắp tất cả mọi cái ở trước làm sao, trong ngoài, trên dưới, tất cả mọi phương hướng, có bao nhiêu âm thanh, bao nhiêu tiếng động, bao nhiêu cái rục rịch gì, chúng ta đều nhận biết rõ từng cái động một chung quanh chúng ta. Như vậy là khi chúng ta nghe như vậy á, chúng ta sẽ có một cái khác biệt là gì? Ví dụ như bây giờ quý vị đang ngồi chỉ nghe chúng tôi nói chuyện đây à, thì là mình đang làm gì? Mình đang tập trung để nghe ông thầy giảng, đúng không vậy? Thì như vậy là có cái gì? Có mình ngồi ở ghế đó và có ông thầy giảng ở đây. Và có âm thanh mình đang nghe, là mình có nhiều thứ lắm rồi. Nếu chúng ta chú ý và tập trung riêng ở một cái căn này thì chúng ta chỉ nhận biết âm thanh thôi. Và lúc đó quý vị thấy một điều kỳ diệu là con mắt quý vị vẫn đang thấy, nhưng mà hoàn toàn quý vị không có chú ý rồi nha, đúng không? Nếu mà thực sự người nào mà nhập tâm để nghe thì con mắt có thấy không? Thấy rõ ràng, nhưng mà quý vị không hề chú ý. Ở đây chúng ta muốn nói cái gì? Là cái sự không tập trung mà có một cái nhận biết. Thì cái nhận biết không phải do tập trung thì cái ngã không ở đó, hiểu không? Cái nhận biết mà chúng ta không có tập trung thì chúng ta không có dự cái bản ngã vô. Mà mình đang dự bản ngã mình ở chỗ đang nghe nè. Mình đang dự bản ngã mình ở đây, có nghĩa là bây giờ mình tập trung. Bây giờ mình có tập trung để mình lắng tâm, cho đừng có khởi niệm ngay cái chỗ đang nghe này cũng là dự bản ngã vô. Thành ra ở đây ngài Quán Thế Âm ngài nói là ban đầu ở trong cái tánh nghe, để chúng ta nhận định cái tánh nghe không phải là sự tập trung. Ví dụ như quý vị đang tập trung nghe chúng tôi nói chuyện, nhưng mà âm thanh chung quanh quý vị đâu có phải chú ý đâu, đúng không? Mà nó tự động nghe được, tự động nó nhận được âm thanh ở sau lưng mình, bên phải mình, bên trái mình, nhận được luôn cả cái hình sắc trước mắt mình nhận luôn cả cái mùi vị mình đang thở vân vân. Nhưng mà đó chúng ta không bàn, chỉ bàn cái tánh nghe thôi. Thì vậy là có những cái âm thanh mà chúng ta đang tập trung chú ý để nhận biết nó thì chúng ta cũng nghe âm thanh đó. Và có những âm thanh chúng ta không hề có một sự chú ý nào, nhưng chúng ta cũng phải nhận biết nó, đúng không?
Ở đây chúng ta nói để cho mọi người nhận ra được cái gì là tánh nghe. Thế vậy là cái mà đang nhận biết âm thanh đủ tất cả các hướng các chiều đó, đằng trước đằng sau, trên dưới trong ngoài gì đó, lớn nhỏ, động tĩnh gì nhiều hay ít, chúng ta đều nhận biết một lượt. Quý vị có thấy ra cái biết một lượt này không? Trong cái khoảnh khắc này có rất là nhiều âm thanh xảy ra, quý vị có thấy rằng mình biết một lượt không? Cái đó đây là vấn đề. Nếu mà chúng ta không thấy mình biết một lượt thì không thể nào nhận ra được thanh nghe, nhưng phải thấy mình biết một lượt mới được. Cho nên chúng ta phải lắng tâm lại coi. Bây giờ thay vì tập trung nghe chúng tôi nói thì bây giờ đừng có tập trung nữa, không, thả lỏng cái sự tập trung đi, đừng có hề chú ý, thả lỏng đi. Có một sự chú ý nào cứ thả lỏng, có sự chú ý nào cứ thả lỏng, có sự chú ý nào cứ thả lỏng, thả lỏng, thả lỏng, cho đến cái thả lỏng cũng thả lỏng luôn, mình không còn là cái gì nữa. Thì ngay cái khoảnh khắc này chúng ta sẽ nhận tất cả âm thanh một lượt, đúng không? Dù chúng ta có thả lỏng hay là chúng ta cố ý tập trung thì chúng ta cũng nhận âm thanh một lượt. Đây là cái khác nhau này nha. Chứ không phải thả lỏng hết rồi mới nhận lượt, mà không thả lỏng là không nhận đâu. Nhưng do chúng ta tập trung cho nên chúng ta chỉ đặt cái bản ngã mình ngay chỗ đó để chúng ta nhận biết cái đó nó rõ hơn những cái chỗ kia theo cái gì? Theo cái chiều tâm thức. Chứ thật sự nghe cái kia cũng rõ, không có thua cái này. Nhưng có bản ngã của mình thì mình sẽ đó, giống như có ngày Di Lặc hiện ra thì nó sẽ có danh tự, nó có cái này cái kia thêm thôi, thêm hoa, thêm lá, thôi chỗ này thôi. Nhưng mà sự nhận biết của mình với âm thanh mình đang tập trung và không tập trung không khác nhau điều này. Tức là chúng ta nhận được cái gì nữa? Cái bình đẳng hay biết của tự tánh. Thứ nhất là cái hiển lộ của nó. Cái thứ hai là một sự nhận biết bình đẳng. Chính cái nhận biết bình đẳng này nó mới vượt ra ngoài cái thức, chứ không phải là cái nhận của tánh, hiểu chưa? Nhưng chúng ta phải nhận được hai cái. Thứ nhất là dù có tập trung hay không tập trung, tất cả âm thanh trong cái dòng nghe chúng ta phải nghe một lượt. Đó là cái bình đẳng thứ nhất, đúng không? Nghe không sai sót, không trước không sau. Nếu một phút, một giây, một mãi mai, một sát na này hiện ra 1000 âm thanh, chúng ta nhận biết 1000 âm thanh một lượt trên 1000 hướng khác nhau và chính xác từng vị trí của nó không sai biệt. Chỗ đó được tạm gọi là cái tánh nghe. Để mình mới bắt đầu mới nhập vô cái công phu của ngài Quán Thế Âm được, chứ thôi chúng ta vô không nổi à. Không phải, tại vì ngài Quán Thế Âm bắt đầu ban đầu ở trong tánh nghe để nghe nè. Thì bây giờ nếu chúng ta muốn biết được nhĩ căn viên thông thì chúng ta cũng phải ở trong tánh nghe. Mà muốn ở trong tánh nghe thì chúng ta phải nhận biết tánh nghe là cái gì mới ở được, đúng không? Rồi bây giờ trở lại cái tánh nghe nữa. Chỗ này nó nhiều chuyện lắm mà chúng ta phải phá làm sao để chúng ta phải thấy rõ được tánh nghe. Nhận được tánh nghe thì mới đi vào nhĩ căn viên thông, còn không nhận được tánh nghe chúng ta không cách nào tu tập ở đây được. Bây giờ đặt lại câu hỏi cũ, đây có lẽ là nhiều người thuộc lòng rồi, nhưng mà cũng phải đặt lại. Cái âm thanh mà chúng ta đang nghe đó đó là chúng ta nhận biết bằng cái gì? Chứ không phải câu hỏi cũ rồi, bây giờ chúng ta nhận biết bằng cái gì? Trả lời đi. Ví dụ như bây giờ quý vị đang nghe tôi nói nè, quý vị đang nghe tiếng chim kia nè, đang nghe tiếng sột soạt đó nè, nhận biết bằng cái gì? Cái này cũng dễ trả lời thôi. Và trả lời sao cho đúng một câu, nhận biết bằng cái gì? Ở đây chúng tôi nói là nhận biết à. Chúng ta phải thấy được cái này. Cái mà mình đã từ nhỏ tới lớn mấy chục năm dùng nó để xài, khi mà bắt đầu nói là bắt đầu rối. Chúng ta không thể rối chỗ này, chúng ta phải bình tĩnh để nhận ra. Thì cái nghe đó, nếu bây giờ mình ngồi đây để mà mình nghe âm thanh, nghe bằng lỗ tai, đúng không? Bây giờ mình bắt đầu mình phân biệt để mình thấy ra cái sự thật đang nghe chứ không có gì á. Bây giờ đây là chúng ta đang ngồi đây, bây giờ chúng ta đang nghe âm thanh ở đằng kia, bên trái một cái. Chúng ta đang nghe âm thanh ở sau lưng mình một cái, đang nghe âm thanh ở bên phải một cái, đang nghe âm thanh ở trên đầu mình một cái. Ví dụ vậy đi. Thì vậy nếu như cái khoảng cách của tất cả âm thanh đồng nhau, nó đồng vang lên với một cái tầng sóng âm đó, thì nó tới với mình một lượt, đúng không? Với cái vận tốc mà tương đương với vận tốc ánh sáng đi, 300 km/s, vừa kêu cái ché này kia, cái đây mình nghe,
Vừa kêu cái rầm rằng kia cái đây mình nghe, phải không? Vừa ồn ào rằng kia cái đây mình nghe. Nếu là tất cả những cái đi với cái vận tốc như nhau, với cái tần sóng âm như nhau và khoảng cách như nhau thì ở đây mình có thể nhận biết được. Nhưng nếu chúng ta nghe bằng lỗ tai và chúng ta nhận biết ngay tại đây, đây là vấn đề đặt ra nè. Nếu ngay tại đây chúng ta nhận được tất cả âm thanh chung quanh thì vấn đề được đặt lại nữa là gì? Mình nghe ở đây hay là nghe ở đằng kia? Âm thanh đằng kia chạy lại đây để mình nghe hay là mình chạy lại đằng kia để nghe âm thanh? Chung quanh cái nghe thôi, chúng ta phải thật là tường tận mới được. Hồi nãy có một người vô hỏi tôi cái vụ tiếng chuông để nhận tánh nghe thì lắng tai là nghe lại cái này. Giờ đặt thêm một câu hỏi, nếu như mình từ đây mà chạy lại phía bên trái để nghe âm thanh thì đồng một lúc đó phía bên phải có âm thanh là mình không thể chạy được, mình không thể phân thân cái kiểu này rồi, đúng không? Đó là cái thứ nhất. Bây giờ 10 hướng có âm thanh thì chúng ta phải chạy lại này nghe rồi thụt lui về đây, rồi chạy lên kia nghe, thụt lui về, chạy lên sau nghe để thụt lui về trung tâm điểm. Thì điều đó mình không thể làm được rồi. Đó là cái thứ nhất mà không đúng, là nếu ngồi đây để nghe, nếu mình chạy lại để nghe âm thanh, cái đó không đúng. Bây giờ cái thứ hai, bây giờ nếu mình là cái người ngồi đây để nghe, cái bản ngã mình là cái trung tâm để nghe tất cả âm thanh xảy ra, là mình và nghe bằng cái lỗ tai này, thì ngay cái lỗ tai này biết một chục âm thanh dồn lại, đúng không? Ví dụ như 10 hướng có âm thanh lượt thì nó dồn lấy lỗ tai mình nghe, thì mình có phân biệt là âm thanh nào không? Không thể phân biệt từng âm thanh một, để thấy cái trí, cái tánh nó linh diệu. Còn cái thức nó chỉ phân biệt đây là cái bông qua vàng, qua đỏ, qua xanh, qua trắng gì đó thôi. Thức thì nó bắt đầu là nhỏ nhiệm, tánh thì bắt đầu không nhỏ nhiệm. Để chúng ta thấy rằng khi nếu mà mình ngồi đây để nghe thì tất cả âm thanh chạy lại đây để mình nghe một lượt á, thì khi mà âm thanh dồn vô lỗ tai 1000 cái âm thanh một lượt thì chúng ta không thể nào phân biệt được 1000 âm thanh, đúng không? Ví dụ 5 âm thanh thôi chúng ta cũng không phân biệt, mà 2 âm thanh một lượt thôi chúng ta cũng chưa chắc đã phân biệt được 2 âm thanh nữa. Nhưng tại sao chúng ta nghe cái là chúng ta biết tất cả các âm thanh khác nhau như vậy? Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, nếu chúng ta tập trung tất cả âm thanh tập trung về đây để mình nghe thì mình chỉ nghe chỗ này thôi, chứ mình làm sao xác định được là cái âm thanh đó cái hướng này, âm thanh đó cái hướng kia, âm thanh đó nó hướng nọ, đúng không? Âm thanh ở đằng trước khi mình nghe thì mình biết rõ ràng là trước mặt mình có âm thanh, ở bên trái là mình sẽ nhận biết âm thầm, sẽ biết rõ là âm thanh bên trái, bên phải có âm thanh thì chúng ta cũng tự nhận biết là âm thanh bên phải nữa. Và tất cả các hướng đều có âm thanh, chúng ta đều nhận biết một lượt và đúng hướng đúng vị trí nó một lượt. Đó là vấn đề, phải không? Thì vậy là âm thanh không phải tới mình và mình cũng không phải tới âm thanh, mà nghe cũng không phải ngay cái lỗ tai này. Phải khẳng định là cái nghe đó không phải lỗ tai nữa rồi đó. Mình nếu không có ở đó thì âm thanh sẽ ra mình biết nó ở đó không? Nhưng cái do tại sao mà chúng ta vừa biết ở đó mà vừa biết ở đây? Đó là cái lý giải để chúng ta nhận được cái tánh nghe, đúng không? Và khi chúng ta nhận được tánh nghe này rồi thì mới đi sâu vào nhĩ căn viên thông được. Còn nếu cái chỗ này mà mình không rõ thì mình không có nhận được cái nhĩ căn viên thông đâu. Một câu trả lời rất đơn giản là mình ở khắp chỗ nào cũng có mình hết, cho nên bất kỳ một cái động đậy nào chúng ta đều biết. Nhưng tại sao chúng ta không biết quá dài ngàn cây số? Nếu nói mình ở khắp thì chuyện xảy ra ở Sài Gòn mấy bà chửi lộn ở trển mình không nghe được, đúng không? Đâu phải là khắp, thì vậy là nó chỉ gom có một cục này sao? Phải có một câu trả lời. Vì sao? Đơn giản là vì còn có mình, còn có cái sự riêng biệt, cho nên cái khả năng của cái riêng biệt này nó không có lớn. Khi tăng cái này ra, tăng cái riêng biệt này thì cái tánh nghe nó sẽ là khắp. Nhưng luôn luôn chúng ta còn mình ở đây để mình nghe âm thanh. Chúng ta chưa phá hết cái mình ở trong tâm thức đang nghe mọi chuyện, tức là thân căn ngũ uẩn này chưa phá được. Do đó mà cái nghe chúng ta có một cái khoảng nào đó thôi, chứ không có phát huy hết được cái nghe đó. Đây không phải là phát huy, mà chúng ta được nhận biết khắp pháp giới này khi không còn ngã. Chứ nếu còn ngã là chúng ta sẽ biết nhỏ nhiệm,
bị khu biệt lại ở một cái tầng hạng nào đó thôi, chứ chúng ta không ra khỏi. Rồi thì như vậy là chúng ta bắt đầu theo ngày Quán Thế Âm để nhập vô tánh nghe. Là bắt đầu tu nhĩ căn viên thông nè. Vậy là thông rồi. Nếu mà chúng ta nhận vậy là nhĩ căn chúng ta đã thông. Vì sao? Vì chúng ta bắt đầu nghe ở đây không phải là lỗ tai nữa rồi. Không phải là lỗ tai thì chúng ta nghe đủ hết tất cả các hướng, đủ hết tất cả các chiều, đủ hết tất cả âm thanh, đồng thời xảy ra một lượt, chúng ta nhận biết một lượt. Lúc đó là chúng ta được quyền nói là mình nghe bằng tánh. Và ai nhận rõ điều này tức là chúng ta bắt đầu nghe bằng tánh. Và khi nghe như vậy rồi là chúng ta đã nhập vào, nhập lưu, tức là nhập vào cái thánh quả, chứ không có đơn giản đâu. Nếu chúng ta nhận biết tới chỗ này. Và khi hành giả đạt tới cái chỗ nghe cùng khắp, khi đạt đến chỗ nghe cùng khắp thì chúng ta không còn dính với những âm thanh xung quanh nữa, đúng không? Chúng ta không có trụ âm thanh nào hết, tại vì đang nghe cùng khắp là chúng ta không có trụ một điểm, do đó là dứt khoát là chúng ta không dính. Chúng ta mới bắt đầu bàn tới cái nhĩ căn viên thông nè. Nó phải thông mới được. Nghe nào mà không thông là cái gì không có nhập. Đó thì vậy là tất cả âm thanh đang hiện hữu và mình có một cái nhận biết rõ ràng không sai sót bất kỳ âm thanh nào đang hiện ra ngay cái khoảnh khắc này. Và rất nhạy cảm có một khoảnh khắc mới và có một âm thanh mới. Thì chúng ta cũng phải nghe rất rõ ràng cái khoảnh khắc mới này. Khoảnh khắc có âm thanh và khoảnh khắc rỗng không âm thanh, khoảnh khắc mới có âm thanh, tất cả những khoảnh khắc đó đều được chúng ta nhận biết rõ ràng không lầm lẫn. Ở đây chúng ta mới nói một từ là chúng ta rõ biết không lầm lẫn thôi, chứ chúng ta không có dùng cái từ khác. Và chúng ta cũng gán ở cái chỗ rõ biết không lầm lẫn để chúng ta được nhĩ căn viên thông. Thì vậy là trong lúc mà chúng ta đang nghe khắp này thì tất cả những cái âm thanh nó như thế nào? Nó có hay là nó không, nó động hay là nó tĩnh? Vấn đề là ở chỗ này. Phá cái này đi vô dòng. Nói bây giờ chúng tôi cười cũng có âm thanh, chúng tôi nói cũng có âm thanh, hoặc là không cười không nói thì sẽ cũng có âm thanh xung quanh. Và quý vị là cái người luôn luôn rõ, và chúng ta ngồi đây là luôn luôn rõ mọi âm thanh. Chúng ta đang hiện ở chỗ cảnh giới rõ đó đi. Những cái hiện tướng đang hiện ra trong cái rõ biết, để cái rõ biết nó đang nhận biết tất cả mọi cái đang hiện tướng đó. Chúng ta nói trên cái ngôn ngữ ra ngoài đó. Phải không? Thì vậy là những cái hiện tướng này nó dính với âm thanh hay là không dính? Dính hay là không? Âm thanh có dính được với cái rõ biết này không? Chúng ta hoàn toàn không gọi là không có gì cản trở nhau, đúng không? Âm thanh trước không cản trở âm thanh sau, âm thanh bên trái không cản trở âm thanh bên phải, tất cả đều là gì? Đều là dung thông vô ngại. Chúng ta thấy tới chỗ này chưa? Thì vậy là mọi âm thanh hiện ra như nó đang hiện ra, cho nên rồi chúng ta không có dính âm thanh được. Mà nếu chúng ta không có dính âm thanh được, tức là gì? Là trần tướng đó có hay không với mình? Có không? Trả lời mạnh coi trần tướng nó có không? Khi trần tướng không có thì nó sẽ mất đi hai cái gì? Động và tĩnh. Nếu mình nghe nhiều âm thanh quá mình cảm giác động, mà ít âm thanh hoặc là không âm thanh mình cảm giác tĩnh, tức là mình còn nghe hai chiều, đúng không? Là vì mình đã vướng âm thanh nào đó rồi, mình bị dính rồi. Khi nào tâm chúng ta tới cái cảnh giới mà tất cả những âm thanh xảy ra mà đối với mình nó không còn động và tĩnh nữa. Tại vì sao? Tại vì mình nghe âm thanh mà mình đâu có bị vướng đâu. Âm thanh nó hiện là nó cứ hiện và mình cứ nhận biết. Và âm thanh mới mới hiện mình cũng nhận biết, mới nhận biết, mới nhận biết, mới nhận biết, nhận biết, nhận biết, nhận biết liên tục như vậy. Mà không có âm thanh nào có thể động lại được, tụ lại được. Thì vậy là chúng ta sẽ vượt qua cái động và cái tịnh nơi tâm của chính mình. Khi vượt qua cái động và cái tịnh nơi tâm của chính mình rồi thì cái nghe chúng ta không còn hạn cuộc thân tâm này nữa.
không còn động tịnh sinh nơi tâm chúng ta nữa. Ở đây chúng tôi nói theo từng bước của Ngài Quán Thế Âm dạy trong này. Thì vậy là không phải chúng ta nghe rồi chúng ta lắng lại để chúng ta nghe cái đó nghe. Giống như là bây giờ đang nghe ở ngoài thì vậy là chúng ta dưới âm thanh ngoài, cho nên chúng ta quay lại để chúng ta tìm tánh nghe theo cái kiểu học từ xưa tới giờ để gọi là nhĩ căn viên thông là chúng ta đã lầm. Không phải như vậy. Không phải là chúng ta nghe rồi chúng ta quay lại là tôi cái này cái âm thanh nó hiện trong cái tánh của mình, không có cần cái nhại nhại đó. Đúng chưa? Mà ở đây chúng ta muốn nói cái lý thực âm thanh hiện ra. Bản thân của âm thanh đang hiện hữu đó, nó đang hiện hữu trong cái rõ biết hiện tiền đó. Cái hiện tiền đó nó đang nhận biết tất cả những cái động dụng đó. Chứ chúng ta không có quay ra quay vào nha. Tuyệt đối không có quay tới quay lui dùm. Không có quay vô tâm, không có hướng ra ngoài. Vì mình hiện hữu ở đó cho nên mọi cái nó đến mình tiếp nhận ngay tại đó, chứ không có quay đâu hết đó, mới gọi là tánh được. Còn nếu mình quay vô nó có một chỗ, hoặc là mình hướng ngoại nó động, mình quay vô nó tịnh là không phải là nhĩ căn viên thông. Không phải là nghe bằng tánh. Khi nghe bằng tánh là tánh đã khắp biết. Cho nên mọi hiện tướng hiện ra nó đang khắp biết. Chúng ta phải tập bằng cái công phu này. Nếu mà nói về dụng công theo cái kiểu nhĩ căn viên thông thì chúng ta phải tập giống như nãy giờ chúng ta biết. Nghe khắp, biết khắp, và chỉ biết, nhận biết khắp, chỉ chừng đó thôi. Như vậy dần dần chúng ta sẽ tăng tiến thêm, là chúng ta sẽ đạt tới cảnh giới gì? Không có cái người nghe và vật đang nghe. Chúng ta sẽ bước tới bước này. Bây giờ tại sao chúng ta nghe không có người và vật? Bây giờ chúng ta đi từng bậc. Thì bây giờ nếu như mình còn có một sự lắng tâm á, để chúng ta nhận biết âm thanh, hoặc là có thầm ở trong tâm mình là mình đang nhận biết, mình đang rõ biết, chúng ta phá cái này đi. Chúng ta nhẹ nhàng không có chấp nhận là cái người đang nhận biết, bỏ cái người đang nhận biết rõ biết này đi. Thì vậy là một cái động chung quanh đang hiện hữu, đang hiện hữu cái âm thanh đó, đúng không? Chúng ta đang ở nơi âm thanh hiện hữu đó. Tất cả âm thanh hiện hữu chúng ta đều có mặt ở tất cả các sự hiện hữu này. Cái sự hiện hữu là cái sự hiện hữu, và cái sự nhận biết ở ngay nơi hiện hữu đó mà không có mình. Mình đang ngồi ở đây, chúng ta nhẹ nhàng lướt qua cái đang khẳng định mình ở đây giùm đi. Để rồi mình chỉ là cái sự hiện hữu, mà bao nhiêu cái hiện hữu là hiện hữu đó thôi. Nó không phải là âm thanh nữa, mình không có đặt cái danh vô. Ha, quên Bồ Tát Di Lặc ra quên đi, tức là không có cái danh đó là âm thanh và mình nhận biết. Nó chỉ là hiện hữu mà không phải là âm thanh. Nó không phải là tiếng của ông thầy, không phải là tiếng chim nữa. Qua hết cái tầng danh tự đi. Chỉ là sự động dụng hiện tiền đó. Ngay cái động dụng hiện tiền này, nó không có một sự sai biệt nhau của một cái người đang ngồi và âm thanh đang hiện hữu. Chúng ta phải tới đây để chúng ta mới nhận ra được một cái chuyện là gì? Không có năng và sở. Không phải chúng ta gắng quên, không cố gắng để quên, không phải là chối bỏ, không phải là chấp nhận, không phải là khẳng định, không phải là phủ định ở chỗ này, mà một cái sự hiện hữu đang hiện tiền. Chúng ta đang hiện tiền hiện hữu đó. Thành ra chúng ta là âm thanh, chúng ta là hình sắc, chứ chúng ta không phải là mình nghe âm thanh nữa. Âm thanh và hình sắc không phải là hai đối với chính mình, không phải là đối tượng để mình nhận biết. Thì lúc đó mới mất năng sở. Chúng ta phải tới chỗ này, phải không? Tới chỗ này nói không? Tới nữa không? Để chúng ta bước từng bậc mới đạt được cái nhĩ căn viên thông, chứ không thôi chúng ta không đạt được. Như vậy là đó là một bước công phu kế tiếp nữa. Nếu mà nãy giờ những cái bước trước thì giờ tới đây, bây giờ ở đây chúng ta không có nhận được liền, thì về chúng ta phải trở lại mình trong trạng thái này.
một chỗ yên vắng nào đó để mình thả lỏng toàn thân tâm của mình, để mình nghe và bắt đầu thôi dứt cái người đang nghe. Mình không phải là người đang nghe đó nữa, mình nhẹ nhàng thôi dứt để cái hiện tiền rõ biết nó đang hiện tiền đó, mà không phải ta, không phải người. Cái hiện tiền đó tự động nó sẽ rõ tất cả mọi cái trong vũ trụ này, mà không có nói tới cái chuyện lấy bỏ, chấp nhận hay không chấp nhận, không quay ra quay vào gì hết. Tức là phải hết đi cái con người đang nghe và vật bị nghe, mà bằng cái hồi nãy, bằng cái nhĩ căn hồi ban đầu mình đã nói. Rồi giờ mình tiếp thêm một bước nữa là cái năng văn, sở văn, năng kiến, sở kiến, tất cả mọi cái đều là dứt rồi. Cái người hay nghe và bật bị nghe lúc này không còn ranh giới nữa, thì nó sẽ bước một bước nữa là gì? Cái người hay biết và bật bị biết, tức là cái năng giác và sở giác. Chúng ta phải qua cái tầng này nữa. Để rồi nó chỉ là một cái gì đó tỏ thông, không ngăn ngại, không có biết và bị biết, không có thấy và bị thấy, không còn ta, không ta, không có người là ở tầng hồi nãy rồi, đúng không? Bây giờ còn cái biết và cái bị biết hiện tiền. Không nói tới chuyện ta nữa, mà chúng ta đang nói tới cái biết hiện tiền. Cái biết hiện tiền đó vẫn còn biết cái vật, gọi là năng kiến, sở kiến, năng giác, sở giác cái chỗ này. Thì cái biết này không phải là vật để chúng ta biết, không phải là cảnh để chúng ta biết nữa. Biết là biết, mọi hiện tướng đều là hiện tướng, mọi hiện tướng đều hiện tướng biết, chứ không phải biết để hiện biết tướng. Thì chúng ta mới phá được cái năng giác, sở giác một cái nữa. Tới chỗ này chuẩn bị viên thông. Từ cái chỗ mà không còn cái giác biết để có đối tượng bị biết, tức là phá đi cái biết mà nó hai bên. Hồi nãy là còn ngã còn pháp nha, nhưng bây giờ lên một cái tầng là biết thanh tịnh. Chúng ta bị kẹt ở cái biết thanh tịnh này lâu lắm và khó ai phá ra chỗ này. Tại vì chúng ta biết là rõ ràng không khởi niệm, chúng ta nghe rõ ràng là chúng ta cũng không khởi niệm. Mọi cái đang xảy ra không phải là chúng ta khởi niệm để chúng ta biết nữa, không phải chú ý tập trung để chúng ta biết rồi, đúng không? Chúng ta đang ở tầng này đi. Thì bây giờ là âm thanh hiện ra mình biết, hình sắc hiện ra mình biết, chỉ biết thôi, mình không có tăng, không có giảm, không thêm, không bớt, không lấy, không bỏ. Nhưng mà còn cái biết đang biết mọi sự này, có nghĩa là mọi sự kiện đang bị mình biết. Một cái mình sâu lắng, một cái mình không phá vỡ nổi. Cái biết này nó không phải là mình, sâu ở trong tâm không phải cái này. Mình nhận có cái thanh tịnh và cái đang bị cái thanh tịnh rõ biết, xem như mình nhận đạo là sai lầm. Chỗ này chưa phải. Chúng ta phải ra khỏi cái thanh tịnh để mình không phải là cái thanh tịnh. Cái thanh tịnh cũng không phải là mình, cái rõ biết không phải là mình. Nhớ như vậy, cái rõ biết không phải là mình. Còn mình thì còn cái biết đó thành thức, mà phá hết cái mình thì cái biết này mới thành trí, mới dung thông vô ngã. Ví vậy nên biết điều này. Cho nên ai nói là tôi có cái biết hằng hữu thì phải biết rằng mình đang còn ở trong đó chưa ra. Chỗ này chúng ta chịu nổi không? Không chịu nổi chỗ này thì không thể viên thông được. Biết mà không phải mình. Mình là ngã chấp rồi, mình là sở hữu căn trần rồi. Có cái mình để mình biết sự vật, tức là còn hai. Thì vậy là trong cái lúc mà rõ này, cái lúc mà rõ biết tột bậc này, hoàn toàn không có năng, không có sở, không có sinh, không có diệt, thì lúc đó chúng ta mới thấy rằng cái khoảnh khắc mà cái hiện tiền rõ đó đó, hiện tiền rõ không lầm lẫn mọi duyên cảnh, lúc đó nó không còn có một cái ngăn ngại nào. Tất cả duyên cảnh hiện là hiện của gì? Hiện của cái rõ biết. Cái rõ biết hiện, cho nên duyên cảnh hiện rõ biết.
chứ không phải là duyên cảnh bị cái rõ biết biết nó. Chúng ta nghe cái từ là duyên cảnh hiện rõ biết nha. Cái bông này là đang hiện rõ biết, cái đèn này đang hiện rõ biết, chứ không phải là mình đang rõ biết cái bông, rõ biết cái đèn. Phá được cái chỗ này giùm đi. Phá nổi được chỗ này coi như nhĩ căn viên thông. Còn phá chỗ này là cái như chúng ta nghe bằng lỗ tai thì bị kẹt lại. Tất cả những cái hiện tướng trong vũ trụ này là hiện cái rõ biết. Khi mà tất cả những hình ảnh âm thanh hiện cái rõ biết thì sao? Thì lúc đó đâu có mình đâu. Tại vì cái rõ biết đang là bông, đang là đèn, đang là hoa, đang là lá, đang là hư không, đang là vũ trụ này, đang hiện tướng nó. Hiện tướng đó không hai, không một, không ta, không người, không ngã, không pháp. Nó chỉ là sự hiện hữu. Mà sự hiện hữu không phải là cái riêng biệt, đúng không? Sự hiện hữu là toàn pháp giới này. Sự hiện hữu là khắp vũ trụ mênh mông này. Cho nên là khắp vũ trụ mênh mông là khắp biết. Khi hành giả đạt tới cảnh giới khắp biết, tức là nhập tánh, chừng đó mới đổi gọi là nhĩ căn viên thông. Chúng ta chấp nhận nổi cái này không? Chúng ta dừng ở đây ha. Mong là mọi người sẽ nhập được trong nhĩ căn viên thông. Rồi bây giờ chúng ta dừng buổi nói chuyện ở đây. Người tự nhiên là tâm này mọi thứ chúng